Ví dụ như là đi chợ, đi shopping, đi ăn, đi đòi nợ, khá là vậy á. Đi bác sĩ, đi nhà thương, đi đâu nữa nè, đi đổ xăng nói làm sao nè. Bài này học rồi nha, bài này học rồi nha, đừng nói không biết nha. Mến chào Tiger, Lily. Bài này học rồi. Các anh chị bên Mỹ đi đổ xăng nói làm sao? Hả? Đi đổ xăng nói làm sao? Là bên Việt Nam luôn. Và bên Việt Nam cũng cũng đổ xăng nữa phải không? Trời đất ơi, chán thì thôi. Bài này học rồi. Drop gas hả? Fueling petrol hả? Gas, okay, gas. Bài này học rồi. Cái room này là học tất cả mấy bài rồi ta? Cái đề tài này học rồi. Đi đâu á? Where do you go? Where do you go? How do you answer? Where do you go? Đi bác sĩ nói làm sao? Đi bác sĩ nói làm sao? Đi bác sĩ nói làm sao? I go to. I go to the doctor. Right? Bài này học rồi. Đi nhà thương nói làm sao? Đi nhà thương nói làm sao? Các anh chị nào chưa học thì giờ ghi luôn nha. Ok. I go to see a doctor. Hoặc là I go to the doctor. I go to the hospital. Right? Đi thư viện nói làm sao? Ok, ôn bài này lại đây. Đi thư viện nói làm sao? Nhớ nha các anh chị, lúc nào cũng phải có chữ the. Ok, the. Tại vì mình xác định cái nơi mà mình đi tới, phải, bắt buộc phải có chữ the. Ok. Đi 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 học nói làm sao? Đi học nói làm sao? Mến chào các anh chị mới vào. Đi học nói làm sao? Mới nói phải có chữ đờ mà tại sao không có chữ đờ hả? Tại sao go to school mà không có chữ đờ hả? Tại sao không có chữ đờ? Mother nói thế. Mother mới thế hả? Hương Bụi nhớ bài học kìa. Trường học không dùng chữ đờ hả? Giỡn hoài. Ai nói trường học không dùng chữ đờ đó hả? Tại sao bà mẹ không nói là I go to school? Thôi đi bà ơi, bà già quá rồi còn đi học gì nữa. Mẹ mình mà nói I go to school. Các anh chị có nghe funny không? Hả? Hả? Ví dụ mẹ mình già rồi á, già rồi á, nói đi học các anh chị có nghe funny không? Đợi, đợi, đợi. Không hả? Đi nhà thờ nói làm sao? Đi nhà thờ nói làm sao? I go to the church. Có chữ đờ không? Có chữ đờ không? Có chữ đờ không? Không có. Ok. Không có. I go to church. I go to school. Why hả? Rồi, ok. Đi làm nói làm sao? Đi làm nói làm sao? I go to work, right? I go to work. Tại sao không có chữ the?
Đi ngủ nó làm sao? Đi ngủ nó làm sao? I go to bed, right? Có chữ đờ không? Có chữ đờ không? Hả? Có chữ đờ không? Không. Okay. I go to school. I go to church. I go to work. I go to bed. Tại sao mấy bốn cái đó không có chữ đờ các anh chị? Học viết tiếng Mỹ là phải biết tại sao nha. Tại sao không có chữ đờ? Very good. No LP á. Cái gì mà mình đi thường ngày, cái gì mà mình đi thường mỗi tuần hay là đi thường lễ thì không có chữ đờ. Đó là cái cách cắt nghĩa. Okay. Không có chữ đờ. Các anh chị đi học mỗi ngày nè. Các anh chị đi đi ngủ mỗi ngày nè. Các anh chị đi nhà thờ mỗi ngày nè. Hay là mỗi tuần nè. Người công giáo bắt buộc phải đi nhà thờ mỗi tuần. Không thôi, không thôi có tội. Phải không? Rồi các anh chị đi đi đâu nữa? Đi nhà thờ, đi học, đi ngủ, đi làm. Phải không? Đi làm, đi làm đó, thường thường bốn cái đó là không có chữ đờ. Đâu đâu ai nói đi ăn. Ok, đặc biệt cái này các anh chị. I go to church, I go to church, but I go to the temple. Tại sao vậy các anh chị? Đi nhà thờ thì không có chữ đờ, mà đi chùa thì lại có chữ đờ. Tại vì mình đang học English. English là các nước như là Mỹ, Canada, Australia, England. Nghĩa là nói chung là nước nước ngoài đó, không phải Việt Nam của mình. Nói chung là không phải bên Á Châu á. Thì người ta theo thờ tin vào Chúa, tin vào God nhiều hơn. Okay. Thành ra cái đi nhà thờ gần như là xảy ra hầu như là, nhất là bên Mỹ này, theo thờ Chúa đó là gần như là 80%. Okay. Khoảng 20% là các tôn giáo khác, là cái gì Baptist cũng thờ Chúa, phải không? Thành ra đi chùa đó là không có đi hàng ngày hay là không có đi hàng tuần. Bên này tụi mình thấy chùa đó nha các anh chị, chỉ khi nào mà lễ lớn á, thì chùa mới thấy có người thôi thì phải. Và nếu khi mà nói là I go to the temple, phải có chữ the. Trong khi đó đi nhà thờ thì không có chữ the. I go to church. Okay. Đi chợ cũng vậy nữa. I go to the market. Hay là I go to the supermarket thì phải có chữ the. Không phải như bên Việt Nam mà đi chợ hàng ngày. We don't go to the market every day. No. Thành ra đi chợ bắt buộc phải có chữ the. Thế okay. Yeah, chừng một tuần thì đi một tuần thì đi khoảng 2-3 ngày một tuần, mà nó không có regularly. We don't go to the market at the same day. Every week, đại khái như vậy. Không phải là mỗi thứ năm phải đi chợ, hay là mỗi chủ nhật phải đi chợ, là mỗi thứ bảy phải đi chợ. Không. Tùy theo trong nhà mình hết đồ ăn khi nào, thì mình đi chợ ngày đó, mà một tuần chỉ đi chợ 1-2 lần thôi. Okay? Thành ra nó không có regularly. Các anh chị nào không có cái bài này thì ở cuối giờ PM cho Tiểu My sẽ gửi bài cho các anh chị. Đi đổ xăng nó làm sao nè, nãy ai hỏi đó. Đi đổ xăng nó làm sao? Hả? Đi đổ xăng nó làm sao? Hả? Mình học tiếng Anh thì mình phải theo cái cách của tiếng Anh.
phải không? Phải không? Angry Tiger, phải không? Mình không có nói là I go to a temple là sai. Mình học tiếng Anh không cần biết mình ở nước nào, nhưng mà mình học tiếng Anh thì mình phải nói theo 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 cách của tiếng Anh. Okay. I go to get some gas. I go to get some gas. Hay là I go to fill up. I go to get some gas. Là I go to fill up. Fill up đây là nó có nhiều cái nghĩa, nhưng mà nói về đi đổ xăng thì nó có nghĩa là mình đi đổ đầy cái bình xăng. Okay. I go to get some gas. Đi đâu nữa nào? Đi cắt tóc nói làm sao? Đi cắt tóc nói làm sao? Mấy cái này rất thông dụng phải không các anh chị? I go to hairdresser. I go to hairdresser có nghĩa là mình mới vừa đi tới tiệm cắt tóc thôi. To the hairdresser. Nhớ có chữ the nha các anh chị, please. Các anh chị cắt tóc mỗi tuần hả? Mỗi ngày hả? Cái gì mà mình không có đi hàng ngày thì mình phải dùng chữ the. Okay. Cái này nói chung chung chứ không có đặc biệt nói ai hết trơn á. Khi nói chung chung. Barber shop. Cái đó là các anh chị mới đi tới tiệm thôi, chứ các anh chị không phải là đi cắt tóc. Nhiều khi các anh chị đi tới tiệm, các anh chị mua cái thuốc thuốc gội đầu, mua mua xà bông gội đầu hay gì đó. Khá như vậy, tại tiệm cắt tóc ở bên này nó bán đủ thứ trong đó hết trơn á. Okay. Thuốc nhuộm. Okay, nghĩa là cái thuốc ngọt tóc là khá như vậy. Trong tiệm cắt tóc thường thường nó bán này bán kia luôn. À, nó cái chỉ mới vừa đi tới tiệm thôi chứ chưa có đi cắt tóc. I go to get my hair cut. I go to get my hair cut hay là I go to have my hair cut. Cái này nghĩa là gì? Cái này nghĩa là gì? I cut my hair. Có nghĩa là gì? Nghĩa là gì các anh chị? Yeah, là tự động mình cắt tóc. Mình không có cần đi ra ngoài tiệm. I cut my hair. Có nghĩa là tự động mình cắt tóc. Còn cái này nghĩa là gì? I go to have hay là I go to get my hair cut. Có nghĩa là mình đi ra ngoài tiệm cho cái tóc của mình được cắt. Là tôi đi cắt tóc, phải không các anh chị? Phải không? Còn cái này nghĩa là gì? Còn cái này nghĩa là gì? I have my hair cut. Này nghĩa là gì? Very good, red people. Cái I go to have hay là I go to get my hair cut có nghĩa là tóc mình chưa cắt, mình đi ra ngoài để cho người ta cắt. Còn I have my hair cut nghĩa là tóc tôi vừa mới được cắt. Okay. Tóc tôi vừa mới được cắt. Google đi. Fresh English. Okay, tóc tôi vừa mới được cắt. Và họ hỏi khó thì thôi đi. Tự nhiên nhào vô hỏi cái câu khó thì thôi á. Muốn mọi người bí hả? 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 Fresh English. Làm mất vui. Làm mất vui. Ok. Rồi, còn gì nữa ta? Các anh chị hiểu rồi phải không? Có ba cách. Một là mình cắt cái tóc của mình. Hai là mình
đi ra ngoài cho người ta cắt tóc, ba là cái tóc mình vừa mới được cắt xong. Thế à, đi đâu nữa nè ta, đi công chuyện đó thì sao hả, đi công chuyện đó thì sao hả, Google đi French English, đi công chuyện đó thì sao. Có nhiều khi á mình phải ở I don't know how to say it. Hỗ trợ, thường thường hỗ trợ nghĩa là gì? Informative technology. Đi công chuyện hay sao? I run to get some errands. Almost red paper. I run some errands. Hay là I do some errands. Không cần nói là I run to get some errands, okay? I run some errands. Hay là I do some errands. Okay? Đó là đi công chuyện. Nghĩa là tôi làm một vài cái công việc quickly á. Ví dụ như là errands là những cái công việc mà mình đi ra ngoài để mình làm á một cách nhanh chóng. Ví dụ như mình đi ra tiệm mình mua gói thuốc, rồi mình ghé mình đổ xăng, rồi mình ghé nhà băng chút xíu, đại khái gì làm hai ba chuyện nhanh chóng đó. Okay, gọi là đi công chuyện. Có gian người ta nói sao các anh chị ha, có gian người ta nói sao, đi có gian người ta nói sao. Ví dụ bữa nay xe của mình hư, mình phải có gian người ta đi học hay là đi làm, nói sao. Free ride là gì? Không phải. Give, to give a lift. To give a lift. Có nghĩa là mình có gian chứ không phải người ta chở mình có gian. Give me a lift. Hay là còn gì nữa? Còn nói gì nữa? Give me a lift. Giống như là một tiếng lóng, còn cái này là nói có gian là nói bình thường á. Give me a ride. Okay, give me a ride. Can you ride me home? Không phải drive, không phải drive mà là ride. Yes, okay. Can you ride me home? Can you give me a ride? Đó là có dần. Ok, các anh chị bị lost rồi. Ok, đó là cái bài số 3 mình học rồi. Các anh chị nào chưa học thì cuối giờ nói chị My gửi bài cho các anh chị. Ok. Đi hẹn hò nói sao hả, gọi là gì, gọi là have to, là have to. Yeah, đi hẹn hò là have a date. Okay, have a date. I have a date có nghĩa là tôi có một cái ngày hẹn hò, tức là tôi đi hẹn hò đó. Không phải dater nha, không phải dater mà là date. Khi nào mình nói là day, khi nào mình nói là date? Hôm nay thứ mấy nói sao các anh chị? Mấy cái này là những cái đề tài này mình đã học rồi. Hôm nay tụi mình thử các anh chị coi, các anh chị còn nhớ không? Những người học rồi còn nhớ không? Còn những người mà chưa học có biết hay không? Hôm nay ngày thứ mấy nói sao? What the day today? Nói chuyện phải có động từ nha, tả lên. Please. Hôm nay ngày thứ mấy nói sao? What's
is to date. Phải không? Hay là what day is it? Phải không? What day is it? Thấy như vậy. What is today? Không có the today nha, please. What day is it? Là hôm nay là ngày thứ mấy? Oh. Hay là what is today? Hay là what today is it? Nói cách nào cũng được. Đó là nói là hôm nay là ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 7, 8, 9 luôn. Có nghĩa là mình nói cái ngày trong tuần thì mình sẽ dùng chữ day. Okay. What day is it? It's Wednesday. Rồi hôm nay là ngày ngày gì nói sao? Hôm nay là ngày gì? Oh, hôm nay là ngày thứ tư. Thứ tư 19 tây tháng 2 năm 1214. What is the day today? Nói nó rắc rối. What day is it? Okay. Một cái là what day is it, còn một cái là what date is it. What day is it? Nó có nhiều cách nói nha. Cái day đó là mình hỏi về ngày trong tuần, còn cái date là mình hỏi về everything. Rồi các anh chị viết số nha. Hôm nay là ngày thứ tư tháng 2, 19 tây 1214. Các anh chị viết làm sao? Không có cái dash nha. It's Wednesday. It's Wednesday. February. Phải không? It's Wednesday, February. Nineteenth, right? 2014. Nhớ nha các anh chị, khi mà mình viết xuống, mình không, cái ngày mình không có th. Nhưng mà khi mình đọc thì mình phải đọc là 19th. 19th. Có th. Okay. Nhưng mà viết xuống không có th. Không tin thì thôi. Okay. Đó là cách viết ngày tháng. Khi viết xuống các anh chị nhớ nha. Okay, February. Ghé qua cái con chuột á, biết không? Mỗi lần mà để sai vị trí là nó rên như vậy đó. Nó rên như vậy á. Anh chị thông cảm. Nó khó gì. So early. What is 77? Nợ đòi. Nhớ nha các anh chị viết thơ cũng vậy nữa. Nhất là các anh chị viết thơ đi xin việc á. Không có để cái ví dụ first, ví dụ February.
Khi mà kênh chị viết thơ xin việc hay là kênh việc chị viết thơ complain về viết thơ cho ai cho một cái công ty nào đó thì nhớ phải viết như vậy nè. Ok, không có đề là first ST, không có đề số 1 với ST. Khi nào nói thì mình phải nói cái mình gọi là ordinary number. Khi nào mình nói thì mình phải nói số thứ tự là first. Nhưng mà khi mình viết xuống thì mình phải nói cái số đếm là cardinal number. Anh chị hiểu rồi phải không? Ordinary number là số thứ tự. Ok, số thứ tự. Ordinary number là số thứ tự, đúng rồi. Còn cardinal number là số đếm 1, 2, 3, 4, 5. Số thứ tự là first, second. Là cái như vậy. Ok. Các anh chị mà không biết cái này mà đi xin việc mà viết cái thơ như vậy là coi như là mình bị rớt 50% rồi. Ok. Chị không tin mở vô internet đi, mở ra coi báo chí rồi này kia, khi mà nó viết như vậy. Dạ, cái room này học nhiều rồi đó. Bây giờ bữa nay chuẩn bị ôn lại hết cho các anh chị. Bài số 1 là mình phải biết tự giới thiệu mình. Mình ở đâu, mình làm gì. Khi mà đi xin việc á, thường thường nó không có hỏi mình nữa. Nó không hỏi what's your name, where was you born, where you living, how long have you been there. Nó không có hỏi như vậy nữa. Giờ nó chỉ hỏi là just tell me about yourself. Will you tell me a little about yourself? Tự nói bạn đi, tự giới thiệu chính bạn đi. Ok, nó không có hỏi mà nó bắt mình phải tự nói. Ok. Tell me a little about yourself. Right? Đúng rồi, hôm nay mình học cái đề tài là đi xin việc đó các anh chị. Mà các anh chị chưa học toán trừ làm sao học, chưa học toán cộng sao học toán trừ được. Nên không có dạy cái bài mới. Ok, mình phải ôn lại bài cũ. Ok. Đang tìm việc hả? No, phải ôn lại bài cũ trước đã. Ok, phải ôn lại bài cũ chút xíu đã. Các anh chị nhìn lên trên banner, trên look at. Anh chị thấy bữa nay mình học gì nè? Basic English có nghĩa là mình học Anh văn căn bản. Cái đề tài đi xin việc á, Tiểu My chỉ chia sẻ những cái câu hỏi mà họ thường hỏi cho những người bình thường thôi, những công việc bình thường thôi. Còn professional, ví dụ như mình đi xin việc kỹ sư, mình đi xin việc bác sĩ hay là những cái việc mà professional đó thì Tiểu My không có chia sẻ các anh chị. Tại sao? Tại vì cái đó nó đòi hỏi phải có trình độ rồi. Khi mà các anh chị xin những cái công việc đó vô nó hỏi rất là khó. Tiểu My không có chia sẻ các anh chị như vậy. Okay. Nhưng mà anyway, khi mà mình ra trường rồi đó, không biết ở bên Việt Nam khi các anh chị ra trường nó có dạy các anh chị cách đi xin việc không? Hả? Có dạy các anh chị cách đi xin việc không? Không hả? Bắt buộc phải có. Ở nước ngoài khi mà các anh chị ra trường nó dạy everything hết trơn. Nó cho các anh chị đi giữ những cái seminar. Seminar là gì? Giống như là mình đi thực tập vậy đó. Ok. Ở đây đó, khi các anh chị ra trường nó dạy everything hết trơn. Thành ra những cái công việc mà về professional là các anh chị đã được học trong trường rồi. Chị My không có chia sẻ. Chị My chia sẻ những cái câu hỏi khi đi xin việc cho người bình thường mà thôi. Bình thường là những cái việc làm tay chân hay là những cái việc làm
ở trong một cái hãng, thường thường họ làm với floor đồ này kia đó, họ làm assembly đó, thì các anh chị thấy có rất là người 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 Việt Nam mới qua Mỹ, họ không có thì giờ họ học tiếng Anh, họ không có biết tiếng Anh, nhiều khi như vậy rất là tội nghiệp. Ok, rồi họ hàng ngày họ phải giao tiếp với người Mỹ, rồi họ cũng nói được, cũng nói được thôi, nhưng mà họ không có giỏi, thành ra khi mà đi xin việc họ bị, họ gặp trở ngại. Thì đây là cái bài Tiểu My chia sẻ cho khi mà đi xin việc với những cái nghề bình thường thôi. Thế anh chị hiểu rồi phải không? Còn những cái công việc mà professional thì các anh chị học, chỉ có trình độ đại học thì họ mới trả lời nổi thôi. Thế đó là bài hôm nay Tiểu My chia sẻ các anh chị, nhưng mà chưa, không có chia sẻ, bữa nay phải test các anh chị everything, coi các anh chị bị miss chỗ nào. Cái bài đầu tiên là giới thiệu mình. Ok, giới thiệu mình. Chị phải biết giới thiệu mình ra làm sao, là khá như vậy. What's your name? Trả lời sao? Tên tôi là... Ok, tên tôi là... Tôi sinh ra ở Việt Nam. Tôi sinh ra ở Việt Nam. Ví dụ như các anh chị đang xin việc bên Mỹ, những cái đề tài Tiếng Mỹ chia sẻ các anh chị hầu như là nó ứng dụng bên Mỹ nhiều hơn. Thế các anh chị nào mà ở bên Mỹ, bên Canada, bên Australia, bên England, các anh chị học những cái đề tài của Tiếng Mỹ rất là helpful. I was born in Vietnam. That's right. Không phải I'm from Vietnam. Tôi sinh ra ở Việt Nam. I was born in Vietnam. What else? Tôi sinh ra năm 1975. Where were you? I mean, when were you born? I was born in 1950. I mean 75, that's right. Hiện bây giờ tôi đang sống ở Sài Gòn. Ví dụ các anh chị sinh ra ở Hà Nội, hiện giờ các anh chị vô Nam, các anh chị sống ở Sài Gòn, các anh chị nói sao? I'm living in Sài Gòn. Ok, đặc biệt các anh chị nước ngoài, khi mà mình giới thiệu cái nơi của mình thì thứ nhất là cái city, thứ hai là cái country. Tại vì Mỹ, khi ví dụ Sài Gòn hay là Hồ Chí Minh City thì nó rất là familiar, nó rất là quen thuộc, nó biết. Okay. Hay là Huế nó biết, Hà Nội biết, right? Hải Phòng biết, những cái thành phố lớn nó biết. Nhưng mà những cái thành phố nhỏ nó không biết. Những cái thành phố nhỏ như là Dầm Láng gì đó, I don't know. Okay. Đồng Tháp gì đó, những cái city đó. Đà Nẵng thì nó biết tại nó có hải cảng Đà Nẵng, hồi xưa Mỹ nó có cái port ở Đà Nẵng, nó biết Long Xuyên, Đại Khái, Bình Dương, Đại Khái như vậy. Thành ra nó không biết. Thành ra khi mà mình nói I was born in Bình Dương, Việt Nam, mình phải để cái country vô. Nhiều khi cái thành phố nó không biết nhưng mà nói Việt Nam thì nó biết. Okay. Thành ra bên Mỹ này, khi mà mình nói một cái nơi chốn về bên Việt Nam thì mình phải nói city, rồi mình phải nói cái country. Anh chị nhớ điều này nha. Không nói I was born in Bình Dương. Where is Bình Dương? If I say it, you don't know anyway. Right? Đâu, mình giàu cho mình có nói Bình Dương đâu, nó cũng không biết luôn. Bắc Ninh gì đó, I don't know, Long An gì đó. Okay. And then bắt buộc phải nói city, cái city rồi các anh chị nói qua cái country liền, để cho nó biết ở đâu, ở nước nào, quốc gia thì nó biết dĩ nhiên rồi. Rồi bây giờ mình nói nè, tôi đi học trường, trường gì đó, trường ABC đi, trường trung học ABC, các anh chị nói sao nè?
On earth. I studied at, I'm a student in, okay? I'm a student in. I study at cũng được. Thường thường đi học đó, go to, okay? I go to ABC High School. Nhiều khi tiếng Việt mình nói khác, tiếng Mỹ mình nói khác. Thường thường nói I study at là nó gần như là hiểu ngập, nó không có rõ lắm, okay? Nó không có rõ lắm. Ví dụ mình nói I study law in trường gì đó, tôi học luật ở đâu á, đại khái như vậy. Yeah, I go to school. I go to ABC High School. Đó là tôi đi học. Okay, tôi đi học ở đâu đó. Muốn nói câu có nghĩa là ngoài còn có. Ok, các anh chị hỏi hỏi những cái câu ngoài ngoài cái đề tài Tiểu My đang chia sẻ, đang mention các anh chị. Các anh chị đừng nên hỏi những cái câu ngoài đề nha. Hỏi cũng được nhưng mà cuối giờ mới trả lời. I'm not ready for that. Okay. I'm sorry. Okay, good night, Quỳnh Tướng. Giờ nói tôi học lớp 10 nói sao các anh chị? Tôi học lớp 10 nói sao? I am in 10th grade. Không phải grade 10 nha, mà là 10th grade. Grade. I am in 10th grade. Câu này hỏi rất là thường nha các anh chị. Đó là tôi học lớp mấy á, nói như vậy, ok, nói như vậy á. 10 có th không? 10 có th không? Có. Tại vì đó là số thứ tự. Ok. 10 grade. I mean là số à, số đếm, số thứ tự chứ không phải số đếm, ok. Nhưng mà nếu mà viết ngược lại thì là grade 10. Ok, viết ngược lại thì không có th. Nhưng mà không có ai nói grade 10 hết trơn đó, người ta nói 10th grade. Ok. Tôi học đại học nói làm sao các anh chị? Tôi học đại học nói làm sao? Tôi học đại học nói làm sao? Yes, I go to. Nhớ nha, đi học là go to. Ok, go to. Còn khi mà các anh chị nói study thì phải nói study cái gì? I study law. I study các anh chị nói study là phải nói study cái gì ở đâu. Ok. Hay là I'm a student in ABC University. Hay là ABC College. Ok. Thường thường là người ta nói tôi đi học ở đâu, đó là I go to. Tôi sống một mình nói làm sao? Tôi sống một mình nói làm sao?
Hai cái này đó, cái nghĩa nó khác nha các anh chị. I live by myself, nghĩa là tôi sống một mình. Còn I am alone có nghĩa là tôi cô độc. I live by myself là chỉ có một mình sống thôi, ở trong cái nhà đó. Còn I am alone có nghĩa là I am alone có nghĩa là trong nhà có nhiều người nhưng mà mình cảm thấy cô đơn. Hay là trong nhà có nhiều người mà người ta đi hết trơn rồi, bây giờ mình alone. Okay. Anh chị hiểu không? I live by myself là chỉ có một mình thôi. Còn em alone là có thể có nhiều người nhưng mà mình cũng cảm thấy cô đơn. Okay. Cô đơn. Cái alone là nói lên cái trạng thái. Okay. Nói lên cái trạng thái. Thái gì vậy? I live alone. À, cái I live alone đó, người ta ít nói I live alone mà người ta nói I live by myself nó nhiều hơn. I live alone cũng có nghĩa là tôi hiện giờ tôi sống có một mình nhưng mà ít ai nói như vậy. Okay, I live by myself. Who do you live with? Oh, I live by myself. Chứ mình không có nói I am alone. Alone là có nghĩa là trong nhà nó có nhiều người mà bây giờ mình đang alone. Chị hiểu rồi phải không? Phải không? I am alone cũng có nghĩa là tôi có một mình thôi. Nhưng mà cái này nó nói lên cái trạng thái nhiều hơn. Okay. Right. Tôi lập gia đình, các anh chị biết nói rồi phải không? Tôi lập gia đình rồi, có ba đứa con, một vợ ba con, và tôi đang sống với vợ con của tôi. Nói làm sao? I'm married. Yeah, I'm married. Right? I am married. Tôi sống với vợ con tôi. Nói làm sao? Okay, đại khái như vậy đi. Okay. I live with my wife and children. My wife and children. Các anh chị nhớ khi nói tiếng Mỹ đừng có lặp lại. Cái chữ my đó mình đã nhắc lại rồi, mình không có cần nói là I love with my wife and my children. Nó dư thừa. Okay. Nó dư thừa, nhớ không có được lặp lại, đừng có lặp lại những cái gì dư thừa. Okay. Thay vì mình nói my son and daughters, tại sao mình nói my children? Tại sao mình không nói là my children? I love with my wife and children. Đúng không? Đừng có nói dài dòng. Right? Đừng nói dài dòng. Son and daughters có nghĩa là children rồi. Phải không? Ok, trong nhà tôi có tất cả là 7 người. Nói sao nhà tôi có tất cả là 7 người. Bên Việt Nam có đông người trong nhà lắm, chị mày biết. Anh chị em, cha mẹ anh chị em lấy vợ lấy chồng vô ở chung luôn. Cho nó vui. Ok, đặc biệt nha. Không được nghĩ từ tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Mỹ. Please. Cái nhà nó chỉ là cái nhà thôi. Nó không có làm sở hữu được cái gì hết trơn. Đồ vật là đồ vật, nó không có tay có chân, nó không có làm sở hữu được, nó không có make it. Thành ra mình không có được nói my house. Okay, my house là không đúng. Các anh chị nhớ điều này nha. Không có được nói my family house. My family là cái gì? Là chỉ cái nhà chứ cái gì, phải không các anh chị? Hay là my house là chỉ cái nhà, phải không? Thành ra mình không có được nói như vậy. Mình phải nói là there are seven people in my family. Đó là cách nói. Right? Very good.
To answer the question, how many people are there in your family? Oh, there are 7 people in my family. Tôi có 3 anh chị, 1 chị nữa sao? Tôi có 3 anh, 1 chị nữa sao? Nói đi các anh chị. Brothers. Có S nha, please. And one sister. That's right. Tôi là con thứ mấy trong gia đình nói sao? Tôi là con thứ mấy trong gia đình nói sao? Ồ, tôi là con cả. Ồ, tôi là con út. Ồ, tôi là con thứ 10. Bên Việt Nam đẻ như gà vậy đó. Okay. Tôi là con thứ mấy trong gia đình nói sao? What am I in my family là gì? Các mà nói câu này đó có nghĩa là tôi là cái thái gì trong nhà tôi. Tôi là cái thái gì trong nhà tôi. hỏi như vậy đó. Thái gì? What am I? Tôi là cái gì? Tôi là cái thái gì? Không có được nói như vậy, ok? Không được nói như vậy. Ok. Ok, bây giờ nói tôi là con cả nè, nói làm sao? Tôi là con cả nè, nói làm sao? Ha. Tôi là con cả nói làm sao? Very good. I am the oldest, hay là the eldest one in my family. Tôi là người già nhất trong nhà. Tôi là người già nhất trong nhà, có phải là tôi là con cả không? Phải không các anh chị? Hả? Phải không? Tôi già nhất nhà. Ok. Ok, khi mà mình lớn rồi đó thì mình nói là I'm the oldest one. Còn khi mà mình còn con nít đó, người ta hỏi mình thì mình nói I'm the oldest child. Anh đây không phải là number one. It's not a number. It's a person. Okay, one là, ở trong trường hợp này one là chỉ là person hay là people. Ở đây chỉ là person, tại là chỉ là một thôi. Các anh chị vô sắp hàng, đi chợ hay là đi coi hát hay là gì đó, mua vé gì gì này kia đó. Ví dụ mình đang đứng đầu thì cái người mà receptionist họ sẽ nói là next one. Phải không các anh chị? Next one là gì? Là người kế. Thành ra cái chữ one này là pronoun. Personal pronoun. Definite pronoun. Nó là đại danh từ. Là cái người kế, one ở đây là person. Thay vì họ nói next person, họ không nói, họ nói next one. Ok. Has anyone a book? Hay là a pencil? Oh, I have one. One ở đây là thế cho cái chữ, cái viết chì. Mỹ nó không có lặp lại. Phải không các anh chị? Nó không nói I have a pencil. Do you have a pencil? Yes, I have one. Các anh chị thấy không? Nó thế cho cái one ở đây có nghĩa là cây viết chì. Cái chữ one này nó thế rất là nhiều, tùy theo cái câu chuyện mình đang nói mà nó thế cho cái đó. Okay. Thành ra mình sẽ nói là tôi là con cả, I'm the eldest one. Hay là I'm the eldest child in my family. Tôi là con út nói sao các anh chị? Tôi là con út nói sao? Hả? Hả? Tôi là con út nói sao? Youngest.
How? Youngest one. Nếu mình già rồi thì mình dùng chữ one. Còn nếu mình còn nhỏ thì mình dùng chữ child. Thế, tùy theo. Tôi là con thứ năm trong nhà nó làm sao? Tôi là con thứ năm trong nhà nó làm sao? Yes, I'm the fifth one. Oh, the fifth. Right? The fifth. Hay là the fifth child. Rồi từ đó mà các anh chị nói còn mình là người con thứ mấy, là khái như vậy. Ok. Rồi hỏi người ta bạn là con thứ mấy trong nhà. Ở bên Mỹ này không có cái câu mà bạn là con thứ mấy ở trong nhà. Mỹ nó không có nô xì nha các anh chị, nó không có nhiều chuyện. Nhưng mà cái câu hỏi này cũng có thể hỏi được, nếu mà mình muốn hỏi thì mình hỏi làm sao? Bạn là con thứ mấy trong gia đình thì nói làm sao? Hả? I'm the only child in my family. Tôi là con một. Phải không? I'm the only one in my family. Tôi là con một. Còn hỏi bạn là con thứ mấy, hỏi sao các anh chị? Câu hỏi này không, Mỹ nó không có hỏi. Nhưng mà nếu mà bắt buộc mình phải hỏi thì mình nói sao hả? Ví dụ mình muốn biết trong nhà cái thấy cái nhà cái thằng Mỹ đó nó nhiều người quá đi, nhiều anh chị em quá đi, mình hỏi nó bạn là con thứ mấy trong gia đình vậy? Thì hỏi sao? What number? Không có hỏi what number. Nếu mà hỏi what number are you? Có nghĩa là mình là cái con số chứ không, mình là the number chứ không phải mình là the human being, ok? Bạn là số mấy ở trong nhà vậy? Bạn là số mấy? Mình là người ta chứ không phải là number nha các anh chị, ok? Mình là người ta chứ không phải là con số. Thành ra không có hỏi câu đó nha Trang Frank. Ok. Câu hỏi rất là đơn giản các anh chị. Các anh chị chỉ cần hỏi Are you the youngest one in your family? Are you the youngest one in your family? Thấy không? Là mình biết người đó con thứ mấy liền. Đồng ý không nào? Phải không các anh chị? Bạn có phải là nhỏ nhất nhà không? Nhưng nó sẽ cho mình biết liền nó là thứ mấy liền, phải không? Hay là are you the oldest one in your family, phải không? Mình chỉ cần hỏi bạn già nhất nhà, phải không? Mình chỉ cần hỏi bạn già nhất nhà, phải không? Là nó cự liền, là nó nói liền, ok? Nó cự liền, phải không? Đồng ý hơn nè. Anh chỉ cần hỏi câu đó là mình biết nó là con thứ mấy liền. Hả? Mà phải thì nó nói yes I am, phải không? Còn nó nói không phải thì nó no 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 I'm not. I'm the fifth one hay là I'm the youngest one. Phải không các anh chị? Hả? Đã nói không còn cách nào hết trơn. Cái này là do tiểu Mỹ suy nghĩ ra chứ Mỹ đâu giờ hỏi bạn con thứ mấy đâu, nó không có nô si như vậy. Chị nhớ điều này nha. Bạn thứ mấy kệ bạn. Hỏi chi phải không? Hay là không bao giờ nó nói cái này This is my younger sister, okay? Không bao giờ nó nói This is my younger sister. Hay là không bao giờ nó nói This is my oldest brother hay là elder brother. Tại sao vậy các anh chị? Đây là em gái tôi nè. Đây là anh trai tôi nè. Tại sao? Tại sao nó không hỏi như vậy? Tại vì nó nhìn cái mặt là nó biết. Không phải không cần thiết. Tại vì cái đó là dư thừa. Okay? Hỏi cái đó là dư thừa. Hay là giới thiệu như vậy là dư thừa. Nó chỉ cần nhìn cái mặt nó biết là mình là già hơn là hay là trẻ hơn rồi. Mình là younger hay là older rồi. Không biết không nè. Có những cái vấn đề, có những cái vấn đề rất là tế nhị, các anh chị không 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 cần phải nói ra. Okay, không cần phải 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 như vậy. Okay, đừng có giới thiệu.
This is my younger sister. I know. I know because you look older than her. You don't need to say that. I know anyway. Phải không? Bạn không cần nói, tôi cũng biết bạn già hơn rồi. Phải không? Nhìn cái mặt bạn là tôi biết rồi. I can tell by look at your face. Phải không? Tôi biết là chỉ cần nhìn mặt của bạn là tôi biết rồi. Ok. Các anh chị nhớ điều này nha. Rồi còn gì nữa? Bây giờ nói tôi làm việc ở ở đâu vậy ta? Ở cái công ty ABC nói sao các anh chị? Tôi làm việc ở công ty ABC nói sao? Hả? Hả? I work at hay là in cũng được. Okay, at in for cũng được. I work at. Hay là có cách khác, I am a worker in hay là at ABC company. Tôi là một công nhân viên ở trong cái xưởng cái hãng đó. Phải không? Tôi là một công nhân viên ở trong cái hãng cái xưởng đó hay là tôi làm việc ở tại đó, phải không? Right. Cái chữ staff đó, ok, thường thường chỉ dùng cho những cái người làm việc ở trong cái ở trên văn phòng nhiều hơn. Ok. Còn những cái người mà làm việc ở dưới floor hay là ở phía dưới đó thì thường thường mình gọi nó là worker. Các anh chị nhớ nha, worker. Cái staff thì nó những cái người nó có vẻ như quan trọng hơn. Okay. I'm a worker. Các anh chị nhớ dùng cái article. Staff cũng có thể là nhân viên nhưng mà thường thường đó nó dùng cho những cái người cao cấp hơn. Okay. Yeah, worker là công nhân viên hay là công nhân. Okay. Rồi còn gì nữa? And that's it. Đó là cái bài đầu tiên mình cần học, mình phải biết. Đồng thời khi đi interview đó, các anh chị giới thiệu mình thì các anh chị còn phải giới thiệu, ok, tôi đã làm việc cho cái nghề này bao nhiêu năm rồi, kinh nghiệm của tôi là tôi làm cái gì, thì dĩ nhiên các anh chị phải kể ra rồi. Vấn đề này Tiểu My không chia sẻ, tại vì biết bao nhiêu công việc Tiểu My đâu có biết, mà các anh chị làm cái gì đâu mà chia sẻ, phải không? Rồi cái này chỉ nói chung chung thôi. Ok, chỉ nói chung chung thôi. Và mình đang học về basic English, là mình học cái gì mà nó căn bản thôi, mình không có đi advanced. Ok, mình không có đi cao lên. Anh chị nói mà thông thường vậy là cũng đã là dữ lắm rồi, phải không nè? Ok, cái bài số 2 là mình học về số ngày tháng năm, số thứ tự, số đếm. Ví dụ bây giờ mình nói là tôi đang đứng thứ hai trong hàng, các anh chị nói sao? Nghĩa là mình đang xếp hàng, mình đứng thứ hai đó. Where are you now? Các anh chị nói sao tôi đứng thứ hai trong hàng? I am. Nhớ nha, số mà số thứ tự có cái chữ the xác định. Very good. Không cần nói I'm standing, cái đó là dư thừa. Okay. I'm the second one in line. I'm the second one in line. Hay là I'm the second in line. In line là trong hàng, nghĩa là mình xếp hàng thứ hai. Có một ông tổng thống, có một ông tổng thống trong room đó sao các anh chị? Giờ mình đang nói về số. There is. Nhớ nha, chữ có là there is, mình không có nói là have, okay? There is a president in room.
Ông ta là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ông ta là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. He is the first president of the United States. United States. Thì các chị thấy không? Cái số thứ tự đó là first, second, third, fourth, fifth, right? Sixth. Còn cái số đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đại khái như vậy. Số thứ tự nó khác, số đếm nó khác. Có một ông tổng thống, đó là số đếm. Có hai ông, 2. Có ba ông, 3. Có bốn ông, 4. Còn số thứ tự, ông là đầu tiên là first. Thứ hai là second. Thứ ba là third. Right? Đó là bài học thứ hai. Học về ngày tháng năm luôn. Ngày tháng thì các anh chị biết rồi. Thứ hai Monday. Có ai không biết từ thứ hai cho tới Chủ nhật không? It's Monday, it's Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Đó là ngày. Tháng là January, February, right? March, April. Có ai không biết không? Có cần ôn lại không? Có cần học lại không? Right. Đó là bài học thứ hai. Okay. Có hả? Red people giỏi mà. Không cần. Ok, đa số thắng thiểu số. Ok, không không cần. Ok, học ở trong cái room này không phải là học biết không, mà các anh chị phải học mà phải nói cho được nữa, phải đọc cho đúng nữa và phải biết viết nữa. Ok. Một cái đề tài mình phải đọc được 5 phần. Phần thứ nhất là cái phần reading, mình phải biết đọc. Đọc có nghĩa là mình phải đọc cho nó đúng. Và khi mà mình đọc một chữ thì mình phải hiểu cái chữ đó nghĩa là gì. Ok. Là mình hiểu xong rồi, mình phải nghe được. Ví dụ người ta nói first. Ồ, đó là số 1. Thứ tự. Mình phải nghe, mình hiểu nữa. Đó là phần listening. Ok. Thì không nè, là ba rồi phải không? Rồi khi mà mình nghe, mình đọc, mình hiểu được rồi, mình phải biết viết cái chữ đó xuống luôn. Tại nhiều khi mình phát âm cái accent của mình nó không có good, nó không có perfect. Người ta không hiểu. Thì mình lấy giấy mình viết xuống nó hiểu liền, phải không? Mình phải biết viết luôn nữa. Ok. Rồi khi mà mình viết được chữ đó rồi thì mình phải cái phần thứ năm đó là phần mình phải nghe và mình phải biết lặp lại. Nghe người ta nói sao mình phải lặp lại. Như họ nói where are you going? Oh, he say where are you going? Mình phải nghe rồi mình phải lặp lại được. Ok. Và cuối cùng là cái phần speaking, là mình thảo luận về cái đề tài đó, mình phải biết nói chuyện. Ok. Mình phải biết nói chuyện. Có nghĩa là mỗi mỗi một cái đề tài các anh chị phải đọc được 5 phần đó. Trong cái room này với Tiểu My là như vậy. Cô lặp lại hả? Một đề tài trước nhất. The first thing you have to achieve là gì? Reading, understanding, listening, right? Writing, listening and repeating, and speaking. Đó, phải đọc được bao nhiêu cái đó, okay? Một cái đề tài các anh chị phải được đọc được 5 phần đó, cái đề tài đó mới được thông qua. Chịu không nào? Khó không? Hả? Khó không? Có khó với các anh chị không? Không khó nha các anh chị. Tại sao không khó? Là tại vì bài vở Tiểu My cho các anh chị mỗi cái đề tài là các anh chị có cái bài text hết trơn đó. Cái khó ở đây là các anh chị có chịu học bài hay không. Okay.
Khó ở đây là các anh chị có chịu học bài hay không. Bảo đảm các anh chị khi mà các anh chị học bài thì các anh chị sẽ làm được. Ok. Các anh chị không tin hỏi các anh chị mà học trong này so far coi. Các anh chị muốn nói tiếng Anh được, các anh chị làm gì nào? Nói cho chị My đi, có người đặt câu hỏi đó. Làm sao nói được tiếng Anh? Đố các anh chị đó. Câu hỏi này hỏi hoài. Phải bắt chước. Phải không nè? Bắt chước. Ví dụ như các anh chị muốn nói câu này. I go to school. Ok, cô Tiểu My đi học nói sao cô Tiểu My? Oh, I go to school. I go to school là gì? Không biết nói, không biết đọc. Thì bây giờ tập đọc đi. Follow me. Repeat after me. I go to school. See? Repeat có nghĩa là lặp lại theo Tiểu My, có phải là bắt chước không? Phải không? Mà phải lặp lại cho nó đúng. Đồng ý không nào? Phải không? Phải lặp lại cho nó đúng có nghĩa là cái phần reading. Thế. Các anh chị mà không lặp lại cho nó, lặp lại có nghĩa là bắt chước rồi. Mà lặp lại không đúng thì các anh chị phải lặp lại làm sao cho nó đúng, có nghĩa là đọc làm sao cho nó đúng. Right? Rồi, bây giờ đọc rồi thì dĩ nhiên là mình phải hiểu rồi, tại Tiểu My mới vừa nói đó, tôi đi học. Right? Phải hiểu rồi. Và khi mà mình hiểu rồi thì mình phải biết viết. Phải không? Là mình phải học cái phần viết. Học học cái phần viết cũng có nghĩa là bắt chước viết theo, phải không các anh chị? Right? Everything đều là bắt chước hết trơn. Sau khi học cái phần viết rồi thì mình sẽ qua cái phần nghe. Tại vì mình học cái câu đó rồi, I go to school, I go to school. Mình học câu đó rồi thì khi mà mình nghe người ta nói là mình hiểu liền. Bảo đảm với các anh chị. Các anh chị đọc câu đó 20 lần đi. Bây giờ giàu cho người Ấn Độ họ nói, I go to school gì đó, accent của Ấn Độ thì mình không biết. Okay. Đại khái như vậy. Bất cứ khi mà các anh chị đọc cái câu đó 10 lần rồi, bây giờ người nước nào nói các anh chị cũng hiểu hết trơn. Đồng ý không nè? Người Ấn Độ, người Spanish, người Mexico, người Mexican, người England. Đại khái ai nói các anh chị cũng hiểu cái câu. Nó họ nói là các anh chị hiểu liền. Phải không? Và muốn làm được cái chuyện đó, muốn làm được cái chuyện mà listening and understanding thì bắt buộc các anh chị phải đọc nhiều lần. Okay. Cái này là một câu thì dễ rồi, nhưng mà thí dụ một cái đề tài đó, một cái đoạn văn đó các anh chị phải đọc nhiều lần. Cái đoạn văn đó thì các anh chị mới nghe nổi. Đọc 10 lần, 20 lần thì các anh chị sẽ nghe được liền. Tại vì mình đọc đến nỗi mà mình thuộc lòng rồi thì tự nhiên người ta nói mình hiểu liền. Okay. Thật sự là như vậy đó các anh chị. Nếu mà các anh chị làm theo Tiểu My nói thì các anh chị sẽ nói được tiếng Anh. Ít nhất là nói được một cái đề tài nào đó mình đang học. Okay. Phải không các anh chị? Rồi từ từ mình học nhiều đề tài thì các anh chị nói được nhiều chuyện thôi. Đó là cái cách học tiếng Anh. Phải không? Chứ còn mới đầu các anh chị học tiếng Anh bằng gì? Có nhiều người nói ô học từ vựng, ô học grammar, học ngữ pháp. No way. Okay. No way. Thì tiếng Anh giao tiếp là mình học từng cái đề tài đó. No way, viết rời ra. Phải không nè? Yeah, thì phải đọc cái text trước. Tiểu My đã nói rồi, mà không phải là đọc một lần. Okay. Trang phạm Tiểu My nói rồi, ít nhất phải đọc 20 lần. Đọc đến chừng nào mà mình thuộc luôn đó thì tự nhiên người ta nói mình hiểu liền. Okay. Mình hiểu liền. Đó là cách học tiếng Anh đó các anh chị. Đừng có học từ vựng trước, dư thừa. Tại sao như vậy? Hay vì các anh chị bỏ một tuần lễ các anh chị học 100 từ, nhưng mà thật sự mình chỉ sử dụng có 10 từ thôi. Còn 90 từ kia không bao giờ mình sử dụng hết trơn, có phải là waste cái time không? Phải không? Có phải là waste cái time không? Chị đồng ý không nè? Right? Hay là học grammar cũng vậy. Có người nói, ô muốn học tiếng Anh là phải học grammar. Phải không? No way. Các anh chị thấy không? Cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tiểu My chia sẻ grammar coi các anh chị.
Nhưng mà các anh chị nào mà mới học tiếng Anh không hiểu gì hết, phải không nè? Phải không? Các anh chị nào mà mới học tiếng Anh vô nghe cái giờ grammar với Tiểu My không hiểu gì hết, right? Thành ra muốn học grammar là ít nhất các anh chị phải biết tiếng Anh rồi. Ok, phải biết tiếng Anh rồi, right? Thành ra học tiếng Anh, muốn học nói được tiếng Anh là không phải học từ vựng, cũng không phải học grammar, mà phải học bắt chước, phải không nào? Ok, đó là cái cách mình học tiếng Anh. Để trả lời câu hỏi làm sao nói được tiếng Anh, ồ bạn muốn nói về đề tài nào? Ồ em đi chợ em không biết nói tiếng Anh làm sao. Ok vậy vô học với Tiểu My. Ok, học về đề tài đi chợ, go to the market, right? Các anh chị mới học tiếng Anh mà các anh chị đòi họ đòi biết tùm lum hết trơn, mà các anh chị chưa bao giờ học hết mà đòi nói chuyện. Xin lỗi à, không có cửa đâu. Nghèo mà ham. Nghèo mà ham. Điếu thế. Ở trong trong rừng này Tiểu My chỉ nói chơi thôi. Đừng chửi Tiểu My nha. Chưa học gì hết mà đòi nói tiếng Anh, chán thì thôi đi đó, ham lắm, nghèo mà ham. Okay. Right, cái chị phải không? Bây giờ nghe Tiểu My nói nè. Sinh viên ở bên Việt Nam mà qua học bên Mỹ phải ít nhất là at least they spend 2 years. They have to spend 2 years at least to learn English. Nghĩa là ít nhất đó, họ phải học 2 năm tiếng Anh rồi họ mới thật sự vô vô cái ngành của họ, họ mới thật sự vô đại học học. Mặc dù họ học trong đại học nhưng mà trong đại học bắt họ phải học tiếng Anh trước. Mà ít nhất là 2 năm nha các anh chị. Nhất là cái môn mà cái class mà English đó, English là ít nhất nó cũng còn phải có 4 4 lớp English trước khi mà vô cái lớp mà composition, English composition, cái lớp đầu tiên của đại học là composition one đó. Mà cái sinh viên mới qua Mỹ học không có thể nào vô cái composition one được hết trơn. Là lớp đầu tiên của đại học, lớp English đầu tiên của đại học đó. Anh đã các anh chị tưởng tượng đi, 2 năm phải phải học 2 năm mà là full time. Thì các anh chị tính coi 2 năm full time là bao nhiêu giờ? Một ngày học 8 tiếng. Một ngày học 8 giờ, một ngày học 8 tiếng thì 2 năm là bao nhiêu? Cho học một một à, 5 ngày một tuần đi. Là 2 năm là mấy giờ các anh chị tính đi? Hả? Các anh chị tính là bao nhiêu? Hả? Là bao nhiêu? Tính đi, tính lẻ đi. Một ngày học 8 tiếng mà học trong vòng 2 năm là bao nhiêu? Mình học 2 semester thôi nha, một năm đó chỉ có 2 semester. Có nghĩa là một semester thường thường là 14 tuần, 16 tuần. 16 tuần. Có nghĩa là một năm mình sẽ học 32 tuần là full time á. Không kể summer nha, không kể summer. Không kể nghỉ hè đó, học học bình thường thôi. Là 5.600 tiếng, phải không? Không nhưng 16 tuần 8 tiếng một ngày thì một tuần là 40 tiếng, phải không? 16 tuần là bao nhiêu? Một tuần là 40 tiếng thì 16 tuần là nhiêu? 6.400 tiếng, phải không? 6.400 tiếng phải không? Nghĩa là nó phải học trong trường đó, ok. 16 tuần, một tuần là 40 tiếng mà. 640 giờ thôi hả? Ok. Rồi 2 năm thì là bao nhiêu? 12.000. Yeah, 12.000 80, right? 1.280, that's right. Trong room này mỗi tuần các anh chị học mấy tiếng? Ha? Trong room này mỗi tuần các anh chị học mấy tiếng?
Có anh chị nào vô vô học mỗi ngày không? Hả? Thì hỏi các anh chị học ở đây thì làm sao mà các anh chị học mà như sinh viên học được, phải không? Đấy. Thành ra cái vấn đề là trong room này với Tiểu Minh mà thôi nha, không kể với các thầy cô khác, thì mình muốn rút ngắn thời gian là mình học từng cái đề tài thì nó dễ hơn, phải không các anh chị? Miễn cái đề tài đó mình nói chuyện là được, mình nói được là được rồi, phải không? Chứ mình đâu có cần phải phải biết nói everything, đồng ý không nào? Cái đề tài nào á mình không biết thì mình ngồi im, phải không? Còn đề tài nào mình biết thì mình lên mình nói, phải không? Đồng ý không nào? Right. Để mình nói vậy để cho các anh chị đừng có nản, ok? Đừng có nản. Right. Học với Tiểu My là mình sẽ nói từng đề tài một, mình đều nói được hết. Ok. Đi bác sĩ nói làm sao, đi nhà thương nói làm sao, đi chợ nói làm sao, đi ăn nói làm sao, phải không? Chị mình chỉ cần biết như đó là được rồi. Đấy. Đó là cái chương trình học với Tiểu My trong room này, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Ok, any question? Có câu hỏi gì không? Rồi mình sẽ ôn tiếp. Là mình học về số. Giờ hỏi mình hôm nay ngày thứ mấy mình biết trả lời, phải không? What day is today? Today is Wednesday, đúng rồi, phải không? Là nói chuyện rồi. Đó là bài thứ hai. Bài thứ hai ba là mình nói gì? Ai hỏi mình where do you go? Mình phải biết trả lời. Where do you go? I go to school. I go to the library. I go to the post office. I go to the doctor. I go to the beach. Phải không? I go fishing. I go home. Người ta hỏi mình đi đâu mình phải biết trả lời. Phải không? Right? Tôi đi cắt tóc, tôi đi đổ xăng, tôi đi công chuyện, tôi đi làm, tôi đi restroom, tôi đi toilet, đại khái như vậy. Đó là bài số 3. Bài số 4 mình học gì giờ? Người ta hỏi mấy giờ rồi mình phải biết trả lời. It's 8:57. Say what you see. 8:57. Hay là it's 3 tonight. 3 phút nữa chín tới 9 giờ. Phải không? Phải không? Các anh chị. Tiểu My mới 8 giờ nha. Tiểu My coi coi cái trong cái computer của Tiểu My. Tiểu My mới 8 giờ thôi. 8:58. Khái như vậy mình phải biết nói giờ. Mình phải biết nói là it's 9:58. Có nghĩa là say what you see. Dễ nhất là mình thấy gì mình nói đó. It's 9:58 a.m. a.m. or p.m. mình để vô. Hay là it's 9:58 in the morning. Khái như vậy. Ok. Hay là mình nói là it's 2 to 10. Thấy không? It's 2 to 10. Có hai cách nói. Right? 2 phút nữa tới 10 giờ. Thấy không? It's 2 to 10. Đó là bài số 4. Các anh chị phải biết nói giờ. Hỏi người ta hỏi mình mấy giờ mình phải biết nói. Trong cái room này đặc biệt dành cho các anh chị mới học tiếng Anh nha các anh chị. Còn các anh chị giỏi thì mình không chơi với các anh chị, ok? Các anh chị ngồi ngồi giữ thì được. Các anh chị không có được quyền show off, ok? Chỉ có Tiểu My được quyền show off thôi. Show off là gì? Là lý le đó. Các anh chị nào giỏi không có được quyền lý le nha. Chỉ có mình Tiểu My được quyền thôi, ok? Lý le là show off đó. Ok. Yeah, ok. Là khoe khoang cái gì là khoe khoang đó, chỉ có mình Tiểu My được khoe khoang thôi, ok? Tiểu My, còn các anh chị muốn khoe khoang thì các anh chị mở room đi, mở room rồi chia sẻ cái gì các anh chị biết cho mọi người thấy, đừng gọi Tiểu My là teacher. Đố các anh chị tại sao nước Mỹ họ giàu mạnh,
Đố các anh chị biết á, tại sao nước Mỹ họ giàu mạnh hả? Đừng nói là tại nước họ lớn, ok, đừng nói tại nước họ có nhiều tiền, đừng nói tại họ thông minh, ok hả? Không phải, họ giàu mạnh là tại vì họ biết chia sẻ. Cái gì họ biết họ thông báo hết cho thế giới, ok, chỉ mình chỉ nói chung chung thôi, phải không nè? Còn Việt Nam mình xấu thì thôi. Việt Nam mình xấu thì thôi đó. Nấu nồi phở ngon thì thôi đó. Hỏi chứ chị nấu nồi phở sao ngon quá vậy? Ồ thì chị mua cái này cái này cái này cái này cái này cái này, nói cho mình biết hết trơn, mua cái này cái này cái này cái này cái này về chị nấu, ok, về chị nấu mà sao mình nấu dở ẹt. Mình mua cũng nhiêu đó đó chứ không, mà về mình nấu dở ẹt, còn nó nấu ngon thì thôi. Nó giấu nghề á, biết không, nó giấu nghề. Nó Mỹ không có chuyện đó, ok. Mỹ cái gì mà họ biết họ chia sẻ, họ thông báo hết cho thế giới biết, ok. Chỉ có những cái gì mà nó rất là serious, ví dụ như bom nguyên tử, biết không, họ giấu. Cái gì nó so serious thì họ giấu, phải không, để phòng ngừa tụi tụi tàu nó thả bom. Tụi tàu nó thả bom, họ dùng cái bí quyết, cái bí quyết chế tạo bom mạnh hơn. Tội gì họ nói ra cho tụi nó chế tạo đặng 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 chống mình, phải không? Hay là nói thật sự, cái gì họ cũng chia sẻ hết trơn đó các anh chị. Anh chị biết trong những cái trường đại học có những cái department mà để chuyên môn nghiên cứu chuyện này chuyện kia, nghiên cứu nhiều chuyện lắm. Trong những cái trường đại học đó, một năm đó Mỹ nó tốn biết bao nhiêu triệu cho những cái chương trình đó. Ví dụ như bệnh AIDS đó, những trong cái trường đại học họ cũng đang nghiên cứu cách trị đó, ok. Rồi khi mà họ nghiên cứu được đó là họ thông báo ra, thấy như vậy á. Không phải một cái issue không, mà họ nghiên cứu nhiều cái vấn đề lắm, đủ thứ vấn đề hết trơn á, okay. Thành ra cái vấn đề là thứ nhất là họ biết chia sẻ, cái thứ hai đó là cái quốc gia của họ có rất là nhiều người, có rất là nhiều chủng tộc, có rất là nhiều chủng tộc, thì các anh chị thấy có rất là nhiều, nhiều nhiều chủng tộc. Thì mỗi cái chủng tộc họ góp phần vào vào cho cái công cuộc mà nghiên cứu hay là cái gì cho đất nước, phải không? Ví dụ mình một chủng tộc Việt Nam không, chưa chắc gì, người ta nói hai cái đầu cũng hơn một cái đầu, phải không các anh chị? Mà họ có cả chục cả ngàn cái đầu, phải không? Dạ, thành ra dĩ nhiên là họ họ biết nhiều rồi. Các anh chị thấy cái gì, không phải Tiểu My ở bên Mỹ mà Tiểu My khen Mỹ. Các anh chị thấy Mỹ lúc nào nó cũng cũng đứng đầu hầu hết những cái sự việc đấy. Thành ra cái nói lại, mình biết cái gì thì mình phải chia sẻ. Các anh chị biết một cái bài học Tiểu My phải nặng óc, Tiểu My soạn đó, ok, rất là mệt đó. Nói mà cái phần mà audio đó các anh chị biết không? Tiểu My phải viết xuống từng câu rồi 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 dùng cái recorder thâu lại từng câu như vậy á mới thành một bài đó các anh chị. Nhưng mà Tiểu My đâu có khe đâu. Tiểu My đâu có giấu đâu. Tiểu My cho các anh chị hết trơn. Phải không nè? Miễn là các anh chị học được là được rồi, miễn các anh chị biết được là biết rồi, là được rồi, phải không? Đồng ý không nè? Anh nói các anh chị biết cái gì đó, các anh chị nên chia sẻ, ok? Mình nên chia, các anh chị nên chia sẻ, right? Ok, now, bây giờ tiếp tục cái bài thứ tư, cái bài thứ năm mình học gì gia đình? Không biết là phải không? Cái bài thứ năm các anh chị học gì gia đình rồi phải không? Trong cái đại gia đình của mình phải biết. Cô nói sao các anh chị? Cô nói làm sao? Cô tôi đi chợ. Cô nói làm sao? Hả? Aunt. Dì nói làm sao? Thử các anh chị sơ sơ thôi. Dì nói làm sao?
Cũng là end luôn. Okay. Cậu nói sao? Cậu. Cậu. Uncle. Right. Chú. Chú. Cũng uncle luôn. Thì chị nhớ nha, đàn bà trong nhà mà ngang hàng với mẹ mình đều là em hết, không cần biết bác gái, mợ cô gì gì đó, thím cũng là em hết. Còn đàn ông mà ngang hàng với ba mình, không cần biết chú, bác trai, chú, cậu cái gì đó, cái như vậy đều là uncle. Right. Nội ngoại nói sao cái chị, thí dụ ông nội, ông ngoại, bà ngoại nói sao? Nội ngoại nói sao? Anh Kiều trung tính, nội ngoại nói sao? Cái chị nhớ. Ok. I mean sorry. Yeah, ren. Ren là nói về nội ngoại. Ok. Thí dụ bà nội, grandmother. Bà ngoại cũng là grandmother luôn. Không cần biết nội ngoại, miệng không cần biết là ngoại hay nội đều là ren hết. Ok, nhớ như vậy nha. Nội ngoại là ren. Còn cố thì nói sao các anh chị? Cố. Cố. Ông cố. Bà cố. Cố là great grand. Ok. Great grand. Great grand là cố. Ví dụ như ông cố, không cần biết ông cố nội, ông cố ngoại gì không cần biết. Okay. Great grandmother hay là great grandfather. Okay. Hay là ông bà cố, great grand parents. Nhớ nha. Nội ngoại là grand mà cố là great grand. Parents. Parents. Ông bà cố, parents. Right. Ok, là lớn nhất. Rồi tới ok, chị hỏi các anh chị cái gì mà các anh chị chưa biết. Em gái cùng cha khác mẹ. Em trai cùng mẹ khác cha hay là cùng cha khác mẹ gì không cần biết. Nói sao các anh chị? Cùng cha khác mẹ thì nói sao? Cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha? Very good là half. Ok, là half. Là half. Tại sao? Là tại vì có nửa cái dòng máu của mẹ mình hay là của ba mình, phải không? Là half. Cùng cha khác mẹ là gì? Ví dụ như mẹ mình chết, ba mình lấy vợ khác. Rồi cái người vợ đó sanh một đứa con cho ba mình. Thì cái người con đó là half sister hay là half brother của mình. Anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Tại vì có nửa dòng máu, ok, có nửa dòng máu thành ra mình mới gọi là half. Ok. Nhưng mà đặc biệt cái chuyện này ở bên Mỹ này không có nosy. Thí dụ như là một người khách vô nhà mình giới thiệu cái người em khác cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha với mình sẽ giới thiệu là this is my sister. Mình không có được quyền nói là this is my half sister. That's so rude. Rude là gì các anh chị? Là không phải rule mà là thô lỗ. Okay. Rude là tàn nhẫn. No. Rude. Okay. Là tàn nhẫn, là thô lỗ. Tại vì khi mà cái người đó mà cưới ba mình hay là mẹ mình á thì bắt buộc họ phải công nhận luôn mình luôn. Thành ra không có được phân biệt như vậy. Chứ không được phân biệt như vậy. Ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại cũng vậy. Khi mà mình giới thiệu, khi mà họ giới thiệu this is my grandparent, mình không có được quyền nói oh he is in your father side or mother side. No, mình không có được hỏi như vậy. Đây là ông tôi, họ giới thiệu như vậy, mình không có được hỏi ông nội hay ông ngoại vậy. You so nosy. Họ sẽ nói như vậy đó. Bạn nhiều chuyện quá đi.
Anh các anh chị hiểu rồi phải không? Đó là cái privacy của người ta, không có được hỏi. Okay. Họ giới thiệu mình phải biết như vậy. Đấy. Ok, còn step. Step có nghĩa là mình dịch là ghẻ. Ghẻ nghĩa là con khác cha khác mẹ với mình luôn. Cái người chị hay người em ở trong nhà đó là con khác cha khác mẹ luôn. Ví dụ như là ba mình, mẹ mình mất, ba mình lấy vợ khác, người vợ đó có một đứa con riêng rồi. Okay. Thì cái người con nó khi mà bước vô trong cái nhà mình cũng trở thành sister của mình. Và đó là step sister. Step có nghĩa là bước đi, phải không các anh chị? Step là bước, phải không? Có nghĩa là ba mình bước đi một bước nữa và cái người đó có một đứa con riêng. Thì đó là step. Okay. Là step sister hay là step brother, là con riêng của ba hoặc của mẹ của mình. Và một lần nữa mình không được giới thiệu this is my step sister, không được giới thiệu như vậy. Okay, that's so rude, right? Rồi ngoài những cái danh từ đó, các người khác các anh chị biết nói phải không? Phải không? Em trai biết nói không? Em gái biết nói không? Đặc biệt mình đừng có giới thiệu this is my younger sister, không được nói như vậy. This is my older brother, không được nói như vậy, tại nhìn cái mặt là biết là già trẻ rồi. Right? Hiếm lắm mới thay người em trẻ hơn người chị, hiếm lắm. Okay. Còn khi mà giới thiệu this is my little sister có nghĩa là trong cái câu nói có vẻ như là thương yêu dữ lắm á. Okay, this is my little sister. Là cái cô em đó đó là giống như baby vậy đó, cái mình baby vậy đó. Sinh đôi là gì? Twins. Okay. Twins. This is my twin sister. Cái như vậy. Yeah. Là thương yêu dữ lắm á. Ok, đó là bài số 5. Ngoài ra cái bài số 5 đó mình còn học thêm cái possessive. Ví dụ nó là của tôi, của bạn, này này cái như vậy. Thế đó là bài số 5. Rồi qua bài số 6. Mình học từ sáng cho tới tối, mình làm cái gì? Mình phải biết nói chuyện. Sáng ngủ dậy nói sao các anh chị? Twins chứ không phải là twice. Triplet. Triple. Get up. Wake up. Khi nào mình nói get up and khi nào mình nói wake up? Khi nào mình nói get up and khi nào mình nói wake up? Get up là ngủ dậy. Wake up cũng ngủ dậy luôn. Ha. Get up có nghĩa là mình thức dậy rồi mà mình còn nằm trên giường. Mình thức dậy rồi nhưng mà mình ngồi nằm trên giường, con mắt mình có thể nhắm, có thể mở. Thì mẹ mình vô nói, "Wake up boy. It's time to school." Get up có nghĩa là ngồi dậy, ngồi dậy. Khi ngồi dậy, đại khái như vậy. Còn wake up có nghĩa là mình còn ngủ. Khi mình còn ngủ thật sự, mình chưa có thức. Thì mẹ mình vô nói, "Wake up boy." Các anh chị hiểu rồi phải không? Get up có nghĩa là thức rồi mà chưa có xuống giường. Còn wake up là còn ngủ. Ok. Là dụ xuống giường. Right. Yes, nó như vậy. Các anh chị thấy wake wake là cái gì nhúc nhích đó, ok, là phải dựng nó dậy, phải nhúc nhích nó mới tỉnh, là khói như vậy. Sau khi xuống giường rồi các anh chị làm gì? Theo các anh chị nghĩ. Hả? Xuống giường rồi là mình đi vô đánh răng, súc miệng, phải không? Đi dép. Mang dép. Đánh quýnh răng, súc miệng, phải không? Nói sao? Quýnh răng, súc miệng, rửa mặt nói sao? Quýnh răng thì dĩ nhiên phải súc miệng rồi. Hả? Brush your teeth. Right? Brush your teeth.
And rửa mặt. And wash your face. Thấy không? Wash your face. Rồi, sau khi đánh răng, súc miệng, rửa mặt rồi làm sao nữa các anh chị? Đi ra. Thấy không? Đi ra. Đi ra làm gì? Hả? Cạo râu. Cái này nói chung chung thôi nha, nói cho cả đàn bà, đàn ông, đàn bà không có râu sao cạo được. Thành ra không có mention về vấn đề cạo râu đây, okay. Chỉ nói chung chung thôi, okay. Nhớ nha, cái này nói chung chung. Okay. Nghĩa là ai cũng sẽ làm chuyện này. Còn cạo râu đàn bà sao cũng có râu cạo. Sau khi đánh răng súc miệng rồi, mình nên thay đồ. Phải không các anh chị? Thay đồ. Ok, bên Mỹ này, cái vấn đề mà mặc đồ ngủ đó các anh chị, pyjama, pyjama, các anh chị không được, không có được mặc ra khỏi cái phòng ngủ. Nhất là nhà có khách đó, đừng có mặc đồ ngủ đi ra ngoài phòng khách. Okay, ít nhất mình phải chọn cái áo tròn ở ngoài luôn. Nếu mà mình không có giờ thay đồ á, ít nhất mình phải chọn. Thành ra mình mặc đồ ngủ mà trước mặt con cái của mình cũng là một cái bất lịch sự. Tại các anh chị biết đồ ngủ đâu phải là pajama com, rồi nhiều khi whatever, I don't know, I don't want to say it. Nhiều khi đồ ngủ nó sexy á, không? Đồng ý hơn nè. Bởi vì các anh chị thấy thường thường á, bên Mỹ này cái phòng nó có cái phòng nó gọi là master bedroom, nghĩa là cái phòng chánh. Thành ra trong cái master bedroom nó có cái bathroom ở trong đó, cái bathroom ở trong đó, để hai vợ chồng thức dậy là chung vô cái bathroom, không có cần đi ra ngoài gặp con cái. Mình phải thay đồ everything rồi mình mới ra đi ra ngoài gặp khách khứa con cái. Thành ra trong cái phòng tắm nó có sẵn ở trong, nó xây sẵn ở trong cái phòng ngủ cho hai vợ chồng chủ nhà, phải không? Thành ra khi mà mình đánh răng súc miệng rồi mình phải thay đồ. Anh chị nhớ điều này nha. Em Mỹ mày đừng có mặc đồ ngủ ra ngoài, ngay trước mặt con mình cũng vậy nữa. Okay. Đó là cái lịch sự những cái người gia đình Mỹ mà họ họ có học đó, high class đó, họ làm những chuyện đó. Họ bước ra ngoài, họ không thay đồ thì họ phải chọn cái áo ở ngoài, okay, trước mặt con cái. Thay đồ nói sao các anh chị? Thay đồ nói sao? Hả? Sau khi đánh răng súc miệng rồi mình thay đồ. Yeah, get dressed. Rest có ed ở phía sau, ok, có ed ở phía sau. Ok, có ed ở phía sau, rest, ok, chứ không phải là dresses, okay. Rồi sau khi thay đồ rồi là mình làm gì? Thay đồ rồi mình làm gì? Ăn, right, ăn sáng, phải không? Ăn sáng nói sao? Have breakfast, okay? Have breakfast hay là eat breakfast? Cái chữ chữ have and chữ eat, cái chị nên dùng chữ have nó lịch sự hơn. Chữ eat có vẻ như là nó không phải, nó không lịch sự mà có vẻ chừng cũng gà nó hơi. Khi nào mà người ta hỏi what did you eat? Okay, what did you eat? Thì mình trả lời, oh, I ate cái gì đó. Khi nào họ hỏi ngay cái chữ eat thì mình mới nói, what have you just ate? Mới giờ ăn cái gì vậy? Ví dụ mình đang ăn dụng mới không bị bắt tại trận. Okay, what have you just ate? I mean eating chứ, what have you just eaten? Mới ăn cái gì vậy? Okay, oh, I'm sorry, I ate cái gì đó. Cái như vậy. Còn bình thường các anh chị nên dùng chữ have, nên lịch sự hơn. I have breakfast. Hiểu không? Ăn sáng rồi làm gì nữa các anh chị? Hả? Ăn sáng rồi làm gì nữa? Hả? Ăn sáng rồi làm gì nữa? Yeah, go to work. Hay là tập thể dục. Hay là xem TV. Hiểu không? Right? Tập thể dục nói sao nào?
sáng này đi ngủ. Cái này tụi mình nói chung chung nha, không có nói đặc biệt cái situation của ai hết trơn á. Nói chung chung nghĩa là hầu như là mỗi ngày xảy ra như vậy đó, ok. Không có nói đặc biệt. Tụi mình đâu biết đặc biệt của Bèo sáng làm gì ai biết. Anh chị hiểu rồi phải không? Cái mỗi cái đề tài là chỉ nói chung chung thôi. Ok. Cái gì ăn rồi mới brush cái teeth. Ok, đây là vệ sinh nha các anh chị. Sáng dậy có nhiều người nói trước sau cũng đánh răng phải không? Mình ăn xong rồi mình đánh răng luôn, khỏi mất công công hai ba chuyện, đồng ý không nào? That's nasty. Cái đó không có được. Tại sao? Khi mà các anh chị ngủ một đêm đó thì sáng thức dậy những cái chất dơ đó nó lên cái miệng của mình, nó trào lên cái miệng của mình, mặc dù nó mình không có thấy rõ nhưng mà chất dơ nó đóng ở trên cái miệng. Đó là tại sao nhiều người sáng mình mở miệng ra nói nó bị hôi, đó là như vậy. Thế là như vậy phải không? Thành ra khi mà các anh chị không chịu súc miệng liền mà các anh chị ăn vô rồi các anh chị nuốt, có phải là các anh chị nuốt luôn cái chất dơ trở vô trong 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 bụng của mình hay không? Đồng ý không nào? Phải không? Chị ăn rồi nuốt luôn cái chất dơ trở vô cái bụng của mình, phải không? Phải không? Không phải hả? Hả? Giỡn hoài, chắc chắn là như vậy. Khi chắc chắn là như vậy. Thiệt mà, các anh chị không nghe người ta nói hả? Mình mà ghét ai đó, biết không? Mình mà ghét ai đó, sáng sớm ngủ dậy mình kiếm người đó cắn cho một cái thì chết. Khi cắn cho người đó, tại sao như vậy? Tại vì cái chất độc nó mình ngủ một đêm nó lên cái miệng của mình. Khi lên cái miệng của mình. Người ta nói mà, sáng ngủ dậy mà ai cắn các anh chị một cái là các anh chị có thể chết. Trúng độc tại chỗ liền. Cười thì thôi. Ok, thành ra nói tóm lại, sáng thức dậy mình nên súc miệng, please. Thế cho nó vệ sinh một chút xíu. Rồi các anh chị ăn xong rồi nếu cẩn thận nữa, súc miệng một lần nữa cũng ok. Hay nếu mình siêng mình súc miệng mỗi lần nữa cũng không sao, nhưng mà nhớ súc miệng trước. Rồi hả ăn thế. Right. Rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Ăn sáng rồi. Tập thể dục nói sao các anh chị? Tập thể dục nói sao? Spider-Man, you so rude to me. Tập thể dục nói. Ôi, thường thường các anh chị không nên tập khi mà bụng mình đói. Và thường thường buổi sáng nên các anh chị nên ăn gì chút đỉnh trước. Nếu mà các anh chị có sức khỏe thì các anh chị tập trước cũng được, okay? Tập trước cũng được. Và khi tập thì phải có mấy chai nước xung quanh mình á, okay? Mình vừa tập mình vừa uống, không thôi các anh chị có thể bị ngất á, mệt á, nếu mà sức khỏe mình không có được tốt lắm á. Tập thể dục nói sao? Do exercise. Đúng rồi, do exercise. Cái này nói chung chung thôi nha, không có nói riêng của vấn đề của ai hết trơn. Đâu có phải ai sáng gì cũng play game đâu, không có nói vấn đề của ai hết trơn, ngoại trừ khi nào mình kể về mình đó. Còn cái bài học là tụi mình chỉ chia sẻ chung chung thôi. Hey, go to gym cũng được. Okay, go to gym có nghĩa là exercise, right? Rồi sau khi tập thể dục rồi mình làm gì? Đi làm phải không? Có nhiều người không tập, có nhiều người đi tắm nữa phải không các anh chị? Đi tắm nó làm sao? Có nhiều người thích tắm sáng, tắm nó làm sao? Ăn hoài vậy chém gió, chắc chém gió mập lắm. Take a bath, take a bath hay là take a shower. Take a bath có nghĩa là tắm, ngồi tắm nằm trong cái bathtub. Còn take a shower là tắm đứng. Ok, tắm đứng. Và trong cái bồn tắm là cái bathtub đó. Thành take a shower là tắm đứng. Drink coffee. Coffee.
Có nhiều người không uống coffee buổi sáng là khá như vậy. Này thì mình chỉ nói chung chung thôi. Tắm rồi mình đi làm, phải không? Đi làm nói sao nè, tiếc nói rồi phải không? Đi làm nói sao? Go to work, right? Giờ mình lái xe đi làm nói sao nè? Lái xe đi làm. Lái xe đi làm. Thường ta nói I go to work, không có nói I go to the office. I drive to work, right? Đi bộ nói sao? Đi bộ đi học nói sao? Đi bộ đi học nói sao? Yeah, I walk to school. Hay là I walk to work. Phải không? I walk to school hay là I walk to work. Right? Đón taxi nói sao? Đón taxi nói sao? Đón taxi đi làm xe hư rồi. Yeah, I take a taxi. Các anh chị nói phải có mẫu từ nha. I take a taxi. Đấy. Đón taxi. Có giang xe người ta nói làm sao? I catch a taxi cũng được. Nhưng mà thường thường là I take a taxi. Được. Có nhiều cách nói nha. Okay. Đón xe, có giang người ta nói làm sao? Có giang người ta nói làm sao? Thúc là nói về quá khứ. Okay. Cái này là nói chung chung. Mình nói chung chung thôi. Có giang hồi nãy Timmy nói rồi. Yeah, I have a ride to school. Là I take a left to school. I have a ride to school. Đón taxi là I take a taxi. Hay là I get a taxi cũng được. Cởi xe đạp nói sao? Cởi xe đạp đi học nói sao? Hay cởi xe đạp đi đi làm nói sao? Thí dụ hãng xưởng gần sợ gần nhà. I ride a bike to school hay là to work. Bike là cũng là bicycle. Rồi tới sở làm nói sao các anh chị? Tôi tới sở làm. I come to work. I go to work. I come to work. Hai cái điều, hai cái động từ này nó gần giống, nó gần cái nghĩa nó giống nhau. Nhưng mà một cái nó action hơn. Cái chữ go đó là nó có vẻ như là nó đang xảy ra hơn. Okay. Còn cái chữ come cũng có nghĩa là cũng là đi. Nhưng mà cái chữ come có nghĩa là nó hoặc là nó đang xảy ra và mình phải hiểu. Còn một nghĩa khác là mình đã tới đó rồi. Anh chị hiểu không? Thật sự ra tiếng Việt nó không phân biệt, nhưng mà tiếng Mỹ nó có nghĩa là nó như vậy đó. Nó vừa là chữ go mà nó cũng vừa là chữ come. Cái chữ go đó nó chưa có tới là mình đang đi. Okay. Còn chữ come có nghĩa là mình, có nghĩa là mình cũng đang đi hoặc có nghĩa là mình đã tới rồi. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Thành ra nói là mình đã tới sở làm thì mình nói I come to work. Okay. Tiếng Việt mình hơi phân biệt chút xíu, nhưng mà Mỹ thì nó hiểu, mình hiểu như vậy. Rồi vô làm việc mình làm gì? Công việc thì mỗi người có một công việc riêng. Tiểu My không có chia sẻ được đâu, biết anh chị làm việc gì đâu mà nói phải không? Chỉ biết là ồ, mình vô xới sở rồi mình làm việc cho 2 tiếng. Nói sao? Vô tới sở làm rồi mình làm việc cho 2 tiếng. Thế chị nói sao nào? I work for 2 hours. 2 hours. Có S nha các anh chị. I work for 2 hours. For 2 hours. Right. Rồi mình nghỉ 10 phút nữa sao? Mình nghỉ 10 phút nữa sao?
Ok, cái nap là mình nghỉ nghỉ trưa đó, có nghĩa là mình nằm xuống, mình nhắm mắt chút xíu rồi mình ngồi dậy khoảng 10-15 phút, gọi là take a nap. Ok, take a nap. Bên này là take a nap chỉ 5-10 phút, 15 phút là nhiều nha các anh chị, không phải ngủ 1-2 tiếng giống như bên Việt Nam đâu, nhiều khi không có giờ take a nap luôn nữa. Take a nap là ngủ trưa. Bây giờ mình nghỉ cho 10 phút, mình làm việc 2 tiếng rồi mệt rồi, hãng nó cho mình nghỉ 10 phút. Bên này nghỉ cũng là nghỉ 10 phút, 15 phút là nhiều. Nghỉ 10 phút nữa sao các anh chị? I take a break. I take a break. Phải take a rest nha. Take a break. Take a break. Take a break for 10 minutes, right? Take a break for 10 minutes. Trở lại làm việc nói sao các anh chị? Sau khi mình nghỉ 10 phút rồi mình trở lại làm việc. Khi hai cái động từ này điều dịch tiếng Việt là trở lại, trở về, đúng không? Come back hay là return, right? Khi nào mình nói come back, khi nào mình nói return? Thật sự tiếng Việt không phân biệt. Okay, điều là trở lại làm việc, nhưng mà mình biết dùng chữ cho nó đúng. Come back có nghĩa là trở về, nhưng mà nó có hai nghĩa. Có nghĩa là mình có thể là mình ngồi một chỗ, mình cũng là come back. Okay. Có thể là mình ngồi một chỗ, mình cũng là come back. Hay là có thể là mình đi đi đâu, mình cũng là come back. Cũng trở về. Thí dụ như là ăn trưa đi, các anh chị đem đồ ăn vô ăn trưa. Những người làm ở dưới floor thường thường họ đem đồ ăn vô ăn trưa. Có khi họ ngồi một chỗ họ ăn, ngồi tại cái chỗ làm việc của họ, họ ăn trưa luôn. Rồi sau khi ăn trưa rồi họ trở lại làm việc, thì cái đó là come back. Các anh chị hiểu rồi phải không? After you finish your lunch, then you come back to work. Phải không? Là ngồi một chỗ. Thì ở đây á, cái trường hợp này mình không có nói là I return. Ok? Mà mình phải nói là come back. Còn cái return nó có nghĩa là cũng là trở về, nhưng mà nó có cái sự movement ở trong đó. Ok, nó có cái sự di chuyển ở trong đó. Anh chị hiểu phải không? Thí dụ như các anh chị đi ăn trưa. Ok, các anh chị đi ăn trưa, những người làm ở trên văn phòng họ thường thường họ đi ra ngoài ăn trưa. Và khi mà họ trở lại làm việc, thường thường họ nói là I return to work. Ok. Yeah, cái return có nghĩa là nó hơi xa hơn. Ok, nó thường thường nó có cái sự di chuyển. Có cái sự di chuyển. Thành ra khi mình đi ra ngoài rồi mình nói I return to work hay là I come back to work cũng được, nhưng mà mình nên dùng cái chữ return, nó chính xác hơn. Ok. Thí dụ như là cái return nó có vẻ như là nó movement hơn, nó di chuyển hơn. Ví dụ như các anh chị đi lạc đường, ok, các anh chị nên return trở lại hay là come back trở lại? Anh chị chạy xe quá lố luôn, right, các anh chị return phải không? Nó có cái hành động, nó action hơn, phải không các anh chị? Khi mà mình nói I return thì nó action hơn là cái come back. Nói tóm lại cái return nó có cái sự movement, cái sự di chuyển. Đấy. Đó thì tùy cái comeback, cái return nó đồng nghĩa với nhau. Theo tiếng Việt mình nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà cái return nó more action hơn. Okay. Cái comeback nhiều khi mình ngồi một chỗ cũng là comeback. Okay. Rồi. Tiếp tục nè. Sau khi mình nghỉ nửa 10 phút rồi mình trở lại làm việc, right? Rồi mình làm việc cho 3 tiếng nữa nói sao các anh chị? 2 tiếng nữa đi, 2 tiếng nữa, 3 tiếng hơi nhiều. Làm việc cho 2 tiếng nữa nói sao?
hai tiếng nữa, có chữ nữa nữa, có chữ nữa nữa, có chữ nữa nữa. Nguyên câu đi. Put it in the sentence, please. I work for 2 more hours. Chứ không phải 2 hours more nha. 2 more hours. Okay, 2 more hours. Then mình đi ăn trưa. Đi ăn trưa nói sao các anh chị? Đây là cái câu nói rất là hay. Đây là một cái thành ngữ. Mình rời cái chỗ nào đó để mình đi tới cái chỗ khác làm cái chuyện đó. Okay. I leave for lunch. Nghĩa là tôi rời cái chỗ của tôi rời cái office của tôi rời cái công ty để tôi đi ăn trưa. Okay. Nói là tôi rời nhà để đi làm nói sao các anh chị? Tôi rời nhà để đi học hay đi làm nói sao? Thay vì mình nói I leave the house to go to school. Không ai nói như vậy. Yeah, I leave for school. Hay là I leave for work. Okay. Đây là một cái thành ngữ. Tôi rời cái chỗ của tôi để đi tới cái chỗ khác hay để đi làm chuyện khác. Tôi rời nhà tôi để đi California. Tôi rời nhà tôi, nghĩa là tôi rời nhà để đi California. I leave for California. Các anh chị đừng có thấy cái chữ leave tưởng đâu là mình rời California để mình đi về. Không phải, nhớ nha. Mình rời cái chỗ của mình đang ở để đi tới cái chỗ khác. Okay. Thành ra khi mà thay vì họ nói I leave, I leave, I mean, leave my house. California. Khi mà họ nói cái câu này thì dĩ nhiên mình phải hiểu là họ đang rời cái chỗ mà họ đang đứng á. Okay. Thành ra dĩ nhiên cái chuyện đó biết rồi. I leave for school có nghĩa là tôi rời cái nhà của tôi để đi học chứ rời đâu, phải không các anh chị? Thành ra không cần lặp lại cái my house hay là không cần lặp lại cái work, cái my work. Okay. Chỉ cần nói như vậy là hiểu. Mình rời cái chỗ này, mình đang đứng để đi tới cái chỗ khác. Có nhiều người hiểu lầm thấy cái chữ leave tưởng đó là rời cái chỗ đó mà đi để đi về. Không phải, cái này là đi tới chứ không phải là đi về. Okay. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Tôi rời sở để đi ăn trưa thì các anh chị nói sao? Hả? Anh chị nói sao nè? I leave for lunch. Không cần nói I leave office. Nãy chị mình nói rồi. Dĩ nhiên là rời sở rồi. Tới giờ trưa mình nói với ông boss, Sir, can I leave for lunch? Là ông hiểu rồi. Can I leave for lunch? Sếp, tôi có thể đi ăn trưa được hay không? Đó là cái câu đó. Sir, can I leave for lunch? Okay, now. Bây giờ mình ăn trưa với bạn mình nói sao các anh chị? Các anh chị không được dùng chữ may nha, please. May đó là mình xin phép để mình làm cái chuyện gì đó cho cái người khác. May I help you? Đây là cái câu nói rất là lịch sự dành cho khách hàng. Phải không các anh chị? Mình đã giúp người ta rồi mình còn năn nỉ là tôi có được phép giúp bạn, coi có được phép giúp ông, giúp bà được hay không? Cái câu nói rất là ngọt ngào, rất là lịch sự.
Thành ra người khách hàng nghe nói thì rất là hài lòng. Okay, nghĩa là cái chữ may đó là mình được phép làm cái gì đó cho cái người đó hay không. Còn một cái cách nữa là thường thường con nít nói với người lớn thì dùng chữ may. Okay. May I go to the restroom? Cái đứa nhỏ nói với thầy giáo, may I go to the restroom? Đó là trường hợp thứ hai để mình dùng chữ may. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Còn mình nói may I go for lunch là nó hơi funny. Okay, nó hơi funny. Mình đâu có nói với ông sếp mình là mình xin phép để làm gì cho ổng đâu, phải không? Đấy. Ok, tiếp tục nè. Bây giờ mình đi ăn trưa với bạn mình hay sao các anh chị? Yeah, I leave for lunch with my friend. Okay, I leave for lunch with my friends. Mình đi về nhà ăn trưa nói sao các anh chị? Mình đi về nhà ăn trưa nói sao? I go home for lunch. Các anh chị nhớ cái chữ comment, cái chữ go không? Cái chữ comment, cái chữ go không? Cái chữ go nó more action hơn. Thành ra mình nói I go home for lunch. Ok, mình đừng có nói I come home for lunch. Right, I go home for lunch. Yeah, tôi đi về nhà ăn trưa với chồng với vợ tôi vậy đó. Ok, with my wife hay là my husband là khái như vậy. Rồi, bây giờ mình trở lại làm việc. No, 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 no. Mình nghỉ trưa cho 10 phút nói sao? Mình nghỉ trưa cho 10 phút nói sao? Yes. Đâu phải I stop đâu, mà nãy học rồi. I take a nap, okay? I take a nap for 10 minutes, right? I take a nap for 10 minutes. Okay, đặc biệt. Cái chữ, khi mà các anh chị gặp cái chữ E đó, các anh chị nên hả miệng ra please. Hầu hết nó hả miệng ra. Không phải là I take a nap. Không phải a nap. Các anh chị ơi dùng cái chữ E đó, phải hả miệng ra. Cái này là black chứ không phải là black. Cái nap chứ không phải là nap. Okay. Cái này là back. Yeah, hả miệng rộng ra. Back chứ không phải là back. Okay. Back. Thấy như vậy. Các anh chị coi câu này. Bad. Chứ không phải là bed. Nếu mà các anh chị nói bed thì nó qua cái giường. Phải không? Nên đã bắt buộc mình phải há miệng ra. Mình nói you so bad. Chứ không phải you so bad. Có nhiều người thì mình nghe nói vậy đó. You so bad. What? Bed là gì? Bạn là cái giường hả? No. You so bad. Okay. Trở lại bài. So mình nghỉ trưa cho 10 phút thì mình sẽ nói là I take a nap. Okay, không phải a nap. I take a nap for 10 minutes. Okay. Rồi nghỉ trưa rồi, bây giờ mình trở lại làm việc. Phải không các anh chị? Trở lại làm việc. Trở lại làm việc nói sao? Nếu ngồi một chỗ thì mình sẽ nói I come back to work. Còn nếu mà đã đi về nhà rồi thì mình sẽ nói I return to work. Okay. Nó đúng hơn là I come back. Mà thật sự nó không có just a little different. Đấy. Rồi, bây giờ trở lại làm việc, mình làm một hơi 2 tiếng rồi nghỉ 10 phút rồi làm thêm 2 tiếng nữa là mình biết rồi, phải không? Rồi bây giờ mình tan sở nói sao? Làm việc 2 tiếng rồi nghỉ. Mình học rồi, rồi làm thêm 2 tiếng nữa. Rồi bây giờ tan sở. Tan sở nói sao các anh chị? Tan sở chứ chưa đi về nhà. Tan sở nói sao?
I get off. Đây là cái chữ I get off work. Mà mình không cần nói chữ work, mình hiểu nó là work rồi. Phải không? Ví dụ như mình tan trường, mình nói I get off luôn, có nghĩa là I get off school. Đấy. Đây là tan sở. Đấy. Get on. Nó nhiều nghĩa nha. Ok, tùy theo cái trường hợp, thì theo cái câu chuyện mà mình nói. Ok, I get off work, I get off school có nghĩa là tôi tan sở. Ok, tùy theo cái câu chuyện, tùy theo cái vấn đề mình đang nói mà nó có nghĩa nó khác. Ok. Không có nói I finished work, không có nói như vậy. Tan sở nghĩa là mình đi ra khỏi sở luôn. Còn finish work có nghĩa là mình vừa xong cái công chuyện. Ok, mà chưa chắc gì mình tan sở, nhiều khi mình còn làm chuyện khác nữa. Chứ mình không có đi về nhà, đại khái như vậy nha Ngọc Anh. Đặc biệt tan sở là xong công việc là đi về nhà, đi ra khỏi cái công ty đó, gọi là get off. Ok. Rồi. Tan sở về các anh chị làm gì nè? Đi rước con. Phải không? Đi rước con đó làm sao các anh chị? Đi rước con mình gửi đâu đó ai biết. Sáng ở đâu để nó ở nhà cảnh sát bắt chết. Ồ, đặc biệt Thúy Minh chỉ chia sẻ các anh chị bên Mỹ nha. Ở bên Mỹ các anh chị không được quyền để con nít ở trong nhà dưới 13 tuổi. Khi okay, dưới 13 tuổi, hàng xóm mà nó biết là nó kêu cảnh sát. Anh đã đi làm hay là gì có con nhỏ phải đi gửi. Okay, không được để con nít dưới 13 tuổi ở nhà. Tại vì cái tuổi 13 là bắt đầu nó vô cái tuổi teen. Phải không các anh chị? Gọi là teenager. Phải không? 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Phải không? Nó vô cái teen là nó có trí óc một chút xíu rồi. Nó có đủ cái sự hiểu biết rồi. Thành ra nó có thể take care nó self được. Ok? Nó có thể take care nó được. 13 tuổi là nó có thể nó take care là gì? Nó có thể nó làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ được rồi. Phải không? Và tự chăm sóc được rồi. Còn 12 tuổi trở xuống nó chưa có tự tự chăm sóc được. Thành ra mà nếu mà các anh chị mà để con nít mà dưới 12 tuổi ở trong nhà thì các anh chị có thể bị bắt á. Ok, bị bắt bị ở tù á. Ít nhất cũng một ngày. Rồi khi mà cảnh sát nó lợi đó nó làm cái gì? Nó bắt mấy đứa con nít, mấy bắt con của mình á có cái tuổi social worker nó lợi nó dẫn đi. Ok, nó dẫn đi để nó take care trong vòng một ngày, hai ngày mình đang ở trong tù á, đại khái như vậy. Okay. Nhớ nha, ở bên Mỹ này các anh chị phải cẩn thận cái chuyện đó, không được để con nít dưới 12, dưới 13 tuổi ở trong nhà. Okay. Rồi bây giờ mình đi rước con nó làm sao các anh chị? Mình đi rước con nó làm sao? Hả? Tại vì mình đi làm, mình gửi con mình. Yeah, I pick up my children. Right, pick up. Pick up my children. Tại sao pick up là rước con các anh chị? Chữ pick là nhặt phải không? Nhặt. Up là nhặt lên. Cái thành ngữ nó như vậy. Có nghĩa là ở bên này người ta đi bằng xe không hả? Phải không? Lái xe không hả? Lái xe hơi á. Nghĩa là mình nắm mấy đứa con nít mình thảy lên, nhặt tụi nó thảy vô xe, phải không? Gọi là pick up. Ok. Phải không? Thầy đang nhớ gì vậy? Ok. Nhặt tụi nó thảy vô xe. Đấy. Nói gì thằng cho các anh chị nhớ luôn. Ok. Pick up my children. Rồi, có người thì đi, chồng thì đi rước con, còn vợ thì đi chợ. Bên Mỹ này tội nghiệp thì thôi đi đó. Đàn bà bên Mỹ giỏi lắm nha, các anh chị đi làm ra không phải đi chợ về nấu cơm rồi, oh my god. Ok, đi chợ nói sao hả? Go to the market. Hay là go to the, nhớ có chữ the nha các anh chị. Đi,
shopping là đi mua sắm. Trời ơi, tan sở ra không lo đi chợ về nấu ăn cho chồng đó, đó đi mua sắm. Ngọc Anh nhớ nha, go shopping là đi mua sắm. Okay. Cái nghĩa là nó như vậy á, chồng nó quýnh cho chết. Ok, đi mua, đi chợ nói sao các anh chị? Yeah, I go to the market hay là I go to the supermarket. Còn vấn đề đi massage, đi massage kiểu mình không có, không kể nha, cái này chỉ nói chung chung thôi. Ok, chỉ nói chung chung thôi. Đàn ông độc thân đi massage được, đi đi làm về còn đi massage. Rồi đi chờ, đi chợ rồi rồi đi về nhà nói sao các anh chị? Đi về nhà nói sao? Hurry, mình gần hết giờ rồi, gần tối rồi. Yeah, I go home. Ok, I go home. Các anh chị nhớ cái chữ come and cái chữ go. Ok, chữ home and chữ go. Cái come back á, các anh chị phải hiểu là cái thời gian hay là cái distance đó, cái khoảng cách nó gần. Anh chị nhớ điều này, nó gần. Thành ra mình nên dùng chữ go hơn hơn là chữ come back. Come back, cái khoảng cách với cái thời gian ấy, nó gần hơn. Ví dụ như là I go to the store and I come back soon, I come back home soon. Có nghĩa là mình đi lại lại tiệm rồi mình trở về liền. Gần như là vậy sau khi mình đi lại tiệm. Còn này mình đi làm cả ngày luôn, thành ra mình nên nói là I go home. Ok, thì mình chỉ cách nghĩa cho các anh chị cái different như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra khi mà nói chuyện mình không có phân biệt được cái đó. Ok, cái này thì mình chỉ phân biệt như vậy cho các anh chị thôi. Đấy, rồi bây giờ mình đi chợ, đi rước con rồi hai vợ chồng đi về nhà. Thì đi về nhà thì ông chồng đi tắm sướng thì thôi, còn bà vợ thì xuống nấu cơm, phải không? Đi tắm nó làm sao nè hả? Đi tắm nó làm sao nè hả? Take a shower or take a bath, right? Take a shower or take a bath. Rồi còn bà vợ thì đi nấu cơm. Nấu cơm nó làm sao nè hả? Nấu cơm nó làm sao nè? Cook dinner. Okay. Đây là nấu cơm. Right, cook dinner, cook lunch hay là cook breakfast. Breakfast. Okay, là nấu cơm. Right. Không có nói chi tiết như là sửa soạn đồ ăn, đem đồ ăn ra. Ồ, Mỹ không nói vậy. Chỉ cần nói cook dinner có nghĩa là mình phải đem đồ ra ăn ra, mình cắt 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 bầm 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 bầm, phải không các anh chị? Mấy cái đó là chi tiết, phải không? Không có nói chi tiết, chỉ cần biết cook dinner là mình phải làm nhiều chuyện mình mới cook dinner, right? Nên chỉ cần nói cook dinner là được rồi, không cần kể lể dài dòng. Oh, take vegetable and meat and cut it and oh my god, không cần kể như vậy. Ok, đấy. Các anh chị có nghe tụi mình nói không vậy? Hả? Do you follow me? Yes. Ok, có đánh gì đánh tụi mình nè. Chán thì thôi đi đó. Ok. Rồi, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Khi nấu cơm xong rồi, mình ăn cơm với nhau. Ok. Mình ăn tối với gia đình của mình, với chồng mình, với con mình. Đấy, thì nói làm sao nè? Nấu cơm xong rồi mình ăn phải không? Ăn cơm nói sao nè? I have dinner with my family. Phải không? I have dinner with my family. I have dinner with my wife, my son, my daughter, my gì đó, my family hay là my children. Okay. Không có nói là I have dinner together. Together. Không, không có nói I have dinner together nha. Chừng nào mà các anh chị cái chữ together, khi nào các anh chị dùng cái chữ together hả? Là trước đó có một cái mệnh đề, mình mention somebody, then you just repeat with together. Okay,
Ví dụ như mình nói là Michael and I go to the movie. And we have Các anh chị hiểu tiếng mình nói không? Ví dụ như là okay, Michael and I go to her house, right? And we go together. Cái câu đó cũng không được. Okay, Michael and I have a have a party at her house, and we go together. Có nghĩa là mình phải mention những ai trước đó rồi mình mới nói cái chữ together, phải không? Anh chị hiểu rồi phải không? Mình phải kể lại những cái người nào trước đó, rồi mình mới nói là mình với họ làm chung với nhau. Còn tự nhiên khi không mình nói I have dinner together. Together là ai? Phải không? Together là ai? Mình chưa có mention vợ mình, con mình hay ai mà, phải không? Nên mình không có được dùng chữ together, mình phải nói rõ ra. Chưa có mention vấn đề thì mình phải nói rõ ra. I have dinner with my wife and children. Okay? Nói cách nào cũng được, nhưng mà với điều kiện mình phải biết together là ai. Okay? Mình phải biết together là ai mình mới được nói cái together. Okay? Chứ tự nhiên khi không nói we go to the movie together. Who? You go to the movie with whom? Phải không? Together là ai vậy? Các anh chị nói chuyện đừng có bao giờ để cho người ta đặt câu hỏi trở lại là các anh chị dở rồi. Nhất là các anh chị học trong trường. Các anh chị viết một cái bài essay mà để cho ông thầy mà ông đánh cái dấu hỏi cái chỗ đó là các anh chị bị trừ điểm. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Mình nói một câu văn phải nó phải rõ ràng. Nó phải rõ ràng mới được. Đừng có để người ta đặt lại câu hỏi. Right, là mình chưa có nắm vững cái câu, mình chưa có biết mình đang nói gì. Okay. Love is order. Love is order. Tom and Mary, love is order. Right? Okay, rồi tiếp tục nè. Ăn tối rồi đó thì ông chồng đọc báo, bà vợ rửa chén. Okay. Cái này nói chung chung nha. Đọc báo nói sao các anh chị? Đọc báo nói sao? Mấy ông nghe khoái thì thôi đi đó. Mấy ông nghe khoái thì thôi đi đó. Yeah, read new paper. Còn bên Mỹ này thì ông chồng rửa chén, bà vợ coi tivi. Okay. Bà vợ coi phim Tàu. Không, nói thiệt với nha các anh chị, nó công bằng lắm á. Các anh chị phải thông cảm. Tại vì hai vợ chồng đều đi làm. Các anh chị đồng ý không nè? Cái đó là tại ngày không phải là bên Mỹ này đàn bà số 1, không phải, người ta bình đẳng, người ta công bình và người ta thương vợ. Đúng không? Không có phe chút nào hết. Hai người cùng đi làm mệt thì thôi đi á. Về tới nhà còn phải nấu ăn nữa. Nấu ăn xong rồi ông chồng thương vợ, thấy tội nghiệp vợ, không thì sao đi rửa chén. Đồng ý không nè? Hả? Cái này là vậy, như vậy đó, thật sự là như vậy đó nha các anh chị. Thấy không? Hồi xưa tại sao bên Việt Nam đàn bà rửa chén thường thường ông chồng nuôi bà vợ, thường thường như vậy đó phải không? Bà vợ không có đi làm, chồng nuôi bà vợ. Đấy, nên bà vợ làm chuyện nhà hết trơn, chuyện gì bà vợ cũng làm hết. Ông chồng đi làm đã đời rồi về sao đọc báo, đi tắm rửa, ngồi đợi ăn cơm, ăn xong rồi lên coi tivi đồ này kia. Đó công bằng các anh chị. Một người đi làm thì người ở nhà phải làm việc, phải không? Còn này cả hai người đi làm hết thì phải chia nhau, phải không? Thật sự là như vậy. Hai người về mệt ngất ngư rồi, phải không? Rồi bà vợ phải chung xuống bếp nấu ăn nữa. Thì ăn xong ông chồng thương vợ, tội nghiệp vợ mệt rồi nên đi xuống rửa chén. Đi xuống rửa chén, bà vợ đâu biết làm gì, lên coi phim Tàu. Bà vợ đâu biết làm gì, lên coi phim Tàu.
Còn nếu nếu không nữa thì ông chồng đi dạy con học. Ok. Tại vì học mấy đứa nhỏ nó đi về nhà tối thường thường nó phải làm homework. Hoặc là bà ông chồng rửa chén thì bà vợ phải dạy con học. Bà vợ rửa chén thì ông chồng phải dạy con học, đại khái như vậy. Nó chia đều như vậy. Ok. Chia đều như vậy. Tiểu My thì rửa chén múc chỉ. Tiểu My rửa chén hậu, Tiểu My không rửa, ai rửa cho Tiểu My, phải chịu không nè. Rồi bây giờ tiếp tục nè, rửa chén nói sao nè, hả, rửa chén nói sao nè. Nó Tiểu My ghét Tàu rồi, tại nó ăn hiếp Việt Nam mình. Giờ Tiểu My coi phim Đại Hàn. Phim Đại Hàn hay phim Mỹ, Tiểu My không thèm coi phim Tàu nữa. Okay. Yeah, I wash the dishes. Okay, I wash the dishes. What dishes, right? Rửa chén. Coi tivi nói sao? Coi tivi nói sao? Coi tivi nói sao? Yeah, watch TV, right? Watch TV. Rồi, ví dụ như mình còn làm gì nữa ta? Còn làm gì nữa? Yeah, mình gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này, chuyện kia, bạn bè của mình. Phải không? Mình còn gọi điện thoại nữa phải không? Đấy, giờ đó là giờ rảnh là mình cần chuyện gì đó. Đấy. Gọi điện thoại phải không? Phải không? Yeah, make a call hay là make some call. Đấy. Make some call hay là make the call a call. Hay là call hay là telephone. Cái này nghĩa là gì các anh chị? Hả? Nghĩa là gọi giải cứu điện thoại. Okay. Gọi giải cứu điện thoại cho người này, người kia, người nọ là make some calls. Okay. Hay là make a call nghĩa là gọi điện thoại. Hay là telephone. Okay. Hay là phone. I phone someone. Đại khái như vậy. Có nhiều cách 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 nói. Right. Rồi xong rồi dẫn nhau đi ngủ. Right. Xong rồi dẫn nhau đi ngủ. I go to bed. Hết giờ rồi, 10 giờ các anh chị cũng đi ngủ hết đi. Xong rồi phải không? Đi ngủ hết trơn đi. 11 giờ bên đó rồi, phải không? Yeah, I go to bed. Okay. Đó là so far cái room này mình học tất cả là 6 đề tài. Mình phải đề tài cuối cùng là mình phải biết nói từ sáng cho tới tối mình làm cái gì. I wake up. I get up at 7:30 in the morning. I brush my teeth and wash my face. Then I do the exercise. I do exercise. I get dressed and I have dinner. I mean, I have breakfast. Then I leave for work. I drive my car to work. I come to work at 8 o'clock. I work for 2 hours. Then I take a break for 10 minutes. I come back to work and work for 2 more hours. Then I leave for lunch. I have lunch with my friends. I return to work at 1 o'clock. I work for 2 hours. Then I take a break for 10 minutes again. Then I return. I'm sorry. I work for 2 more hours. Then I get off. I go to the market. Pick up my children. And go home. I cook dinner with my family. I cook dinner and I have dinner with my family. I wash the dishes, watch TV, make some call, and go to bed. See? Anh chị thấy không? Một đề tài các anh chị phải biết nói như vậy. Từ sáng cho tới tối các anh chị làm cái gì? See? Mà khi mà các anh chị học thì các anh chị thấy các anh chị nói nhiều không? Phải không? Phải không? Là mình đang nói rồi còn gì nữa, phải không? Phải không các anh chị? Đó là cái cách mình học nói. Okay. Một cái đề tài nào đó mình phải nói chuyện được như vậy. Okay. Đồng ý không nào? Rồi, and that's it for today. Không biết có 6 bài tất cả lẫn không biết các anh chị. Bây giờ ngồi đây gửi cho các anh chị tưởng như đố bụng thì thôi đi á. Okay. Anh chị nào có mấy cái bài đó gửi cho các anh chị khác đi, please.
Bây giờ ai tình nguyện gửi bài nè, ba người thôi, ok, ba người thôi, ba người thôi. PM cho Tiểu My đi please. Ba người đầu tiên PM vô thì Tiểu My sẽ gửi bài cho các anh chị đó. Rồi Angry Tiger là một nè, Baby Love là hai nè, Who else? Anh Hạ Long là ba, and that's it. Thế Tiểu My chỉ nhận ba người đó thôi, các anh chị đừng gửi vô nữa. Rồi các anh chị sẽ PM cho ba người đó, gửi bài cho các anh chị. Thế no, no, đừng, các anh chị đừng PM nữa, please. Ok, Hạ Long Tiểu My sẽ gửi bài 1, bài 2. Ok, Hạ Long Tiểu My sẽ gửi bài 1, bài 2. Ai muốn có bài 1, bài 2 thì sẽ PM cho Hạ Long nha. Oh, let's see, where is it? Jobs ESL. Okay, give me a minute, please. Yay, Hạ Long. Okay. Mi hơi chậm chút xíu nha các anh chị, tại vì cái con chuột của Tiểu Mi nó không có được, nó đang bệnh á, đang bệnh. Ok, đây là bài 1. And bài 2. Long. It's right here. Ok, ai muốn có bài 1, bài 2 thì PM cho Hạ Long. Ok. Rồi. Ai muốn có bài 3, bài 4 thì PM cho Angry Tiger. Bài 3, bài 4 thì PM cho Angry Tiger. Angry Tiger right here. Okay. And bài 4. Wait a minute, please. Okay, Angry Tiger. Angry Tiger nhận rồi phải không? Bài 3, bài 4 thì PM cho Angry Tiger. Bài 5, bài 6 thì PM cho who else? 5, bài 6 thì PM cho Baby Lovely. Okay. Lovely Angel. Angel. Bài 5, bài 6 thì PM cho Angry Lovely. I mean, Baby Lovely. Bài 5, bài 5 là family. Ok, and bài 6 thì P cũng là where is it? Bài 6 thì bài 6 là this one right here. Ok, cái vấn đề mà the number lesson đó, nó không có big deal nha các anh chị. Có thể trước đó là Tiểu My để là lesson 4, nhưng mà sau này Tiểu My sửa là lesson 6. Nhưng mà cái đề tài là nó cũng vậy. Ok.
nó cũng là đề tài đó. Ok, bài 5, bài 6 thì PM cho Baby Lovely. Ok, and that's it for today. Ok, rồi. Tiếng mình nói lời nè. Bài 1, bài 2 đó thì PM cho... Ai quên rồi. Bài 1, bài 2 thì PM cho ai quên rồi. Bài 3, bài 4 thì là Angry. Bài 5, bài 6. Dạ, bài 1, bài 2 thì Hạ Long. Bài 3, bài 4 thì là Angry Tiger. Bài 5, bài 6 là Baby Lovely. Okay. And that's it for today. Thôi tụi mình phải đi ăn rồi. Đó bụng quá. Các anh chị xong rồi đi ngủ hết đi nha. Okay, 11 giờ bên đó rồi đó. Mới phải đi học, đi làm nữa đó. Ok, chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. And chúc các anh chị khác một ngày mà đem bình an vui vẻ. Ok. Bye các anh chị.